Các bạn đang nghe truyện tất cả đệ tử của ta đều có tư chất đại đế trên kênh TV Audio CV. Chương 1363, Mê Cung Mộ Đạo Lúc Thạch Sinh và Phương Khung tỉnh lại thì đang ở trong một mộ đạo. Nhưng bọn họ đi không biết bao lâu, gặp giữa có vô số ma thú loại trùng xuất hiện. Nhưng bây giờ lại phát hiện, bọn họ ở trong mộ đạo như bị vây vòng tròn, không có tiến triển, đồng thời tiên khí trong cơ thể cũng theo thời gian trôi qua không ngừng bị hấp thụ, Điều này làm cho người ở đây không khỏi sinh ra khủng hoảng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Ở đây có hơn trăm người, có Hỗn Linh Học viện, thế lực thuộc Cửu Long thần triều, đồng dạng cũng có người thế lực hoang mạc. Bất quá, khi đối mặt với tình huống này, căn bản không có lòng dạ kéo bè kết phái. Một tên đệ tử thân truyền Hỗn Linh Học viện ngưng trọng nói, lưu ý cơ quan xung quanh một chút, nếu chúng ta có thể tiến vào nơi này, chắc chắn cũng có phương pháp đi ra ngoài. Sắc mặt Thiếu tông chủ Sa Hải tông Sa Nguyên Thịnh sa khó coi, hắn gầm nhẹ, cơ quan gì? Chúng ta đi nhiều vòng như vậy, cho dù có cơ quan cũng đã phát hiện rồi, không sai, các đời đế lăng vì phòng ngừa kẻ trộm mộ sẽ bố trí vô số tử cục, chỉ sợ mộ đạo này là một trong số đó. Huống hồ chúng ta đi càng nhanh, tiên khí trong cơ thể cũng mất đi nhiều. Đệ tử thân truyền Đàm Ninh nhìn chằm chằm hai người vừa nói, lạnh lùng đáp, sao? chẳng lẽ các ngươi muốn ở chỗ này chờ chết? Thay vì như vậy còn không bằng liều một phen, tìm cơ quan, tìm lối ra. Ngươi muốn chết nhanh hơn, còn ngươi ở chỗ này ngồi chờ cái chết mãn tính, trong lúc khủng hoảng, mâu thuẫn dần dần kích phát. Các thế lực hoang mạc vốn không ưa gì các thế lực bên ngoài, bây giờ bắt đầu phát tiết. Người của hai phương đều bắt đầu tranh luận, thế thế, thạch sinh cùng phương khung liếc mắt nhìn nhau, cũng không có để ý tới bọn họ cãi vã mà bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước, đồng thời toàn lực phóng thích thần hồn tìm kiếm cơ quan bên trong mộ đạo. Phương Khung nói, nhất định sẽ có cơ quan, nếu không chúng ta cũng không tiến vào nơi này được. Thạch sinh gật đầu ư, ừ, Phương Sư Đệ, ngươi giúp ta chú ý ma thú một chút, ta sẽ thử toàn lực tìm kiếm cơ quan. Phương Khung gật đầu. Mọi người thấy hai người hành động, không khỏi đình chỉ tranh cãi. Đàm Ninh thấy thế, cũng nhìn về phía đám người sa hải tông hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn ở chỗ này chờ chết thì cứ chờ, muốn ra ngoài thì theo chúng ta nói xong hắn cũng đuổi theo thạch sinh và phương khung chủ động nói cần ta làm gì không phương khung nói vừa vặn giúp chúng ta hộ pháp đi người am hiểu dùng lực lượng thần hồn theo chúng ta cùng tìm kiếm cơ quan tinh thần chi lực của thạch sinh có khả năng trấn áp hết thảy đồng thời cũng có thể chiếu rọi hết thảy phương khung là trận pháp sư lực lượng thần hồn cũng cường đại thần hồn cường đại tự nhiên cũng có năng lực cảm ứng mạnh hơn người cùng cảnh giới Mọi người nghe vậy đều làm theo. Thiếu chủ Sa Hải Tông và đám thế lực hoang mạc phía sau thế thế, sắc mặt đều khó coi. Thiếu Tông chủ, chúng ta thật sự ngồi chờ chết ở chỗ này sao? Nghe vậy, Sa Nguyên Thịnh cười lạnh một tiếng nói đương nhiên không phải, chắc chắn có cơ quan, nhưng không phải do người của chúng ta đi tìm. Một người khó hiểu hỏi, như vậy chỉ sợ sẽ tốn nhiều thời gian mà còn có khả năng tìm không thấy, Sa Nguyên Thịnh hừ lạnh nói, trong bọn có nhiều kẻ tu luyện thần hồn, ngay cả bọn họ cũng không tìm thấy thì cho dù chúng ta gia nhập cũng chẳng có ích gì hiện tại chúng ta cần cố gắng bảo lưu thực lực sa nguyên thịnh nhìn đám người thạch sinh và phương khung đang tìm kiếm cơ quan không khỏi nở một nụ cười âm ngoan bọn hắn không ngừng đi lạo và tòa diện phóng thích lực lượng sẽ càng tiêu hao tiên khí nhanh hơn đến lúc đó chỉ cần tìm được cơ quan rời khỏi mộ đạo này vậy trạng thái của chúng ta chắc chắn tốt hơn bọn hắn nghe đến đó mấy người thế lực hoang mạc bừng tỉnh hiểu ra Đến lúc đó nếu như tiến vào mộ thất, có bảo vật hay không có bảo vật chúng ta đều có thể giải quyết bọn họ trước. Người bên ngoài hỏi tới cũng không có chứng cớ chứng minh chúng ta ra tay, dù sao tiến vào lăng một cấp bậc này, có người chết là chuyện quá bình thường, đệ tử sa hải tông bên cạnh lập tức vuốt môn ngựa nói, không hổ là thiếu tông chủ, quả nhiên cao minh, trong mộ đạo không có ánh sáng, thạch sinh phóng thích tinh thần chi lực chiếu rọi, cũng không dò xét chung quanh mộ đạo cấu thành từ một loại khoáng thạch màu đen kiên cố đến mức cả cường giả tổ cảnh cũng không thể làm nó dao động chung quanh còn có hố hố trũng không có chỗ nào giống như cơ quan lúc này có một giọng nói từ trong cơ thể thạch sinh truyền ra có lẽ ngươi có thể thử ngưng tụ tinh thần nội hạch phóng thích lực lượng trấn áp là tinh thần thần đế thạch sinh hơi sửng sốt hỏi làm vậy có tác dụng gì sao tinh thần thần đế cười nói bình thường cơ quan trong mộ đạo đều có thể đè ép hoặc lắc lư ngươi dùng lực lượng trấn áp bao trùm hết chỉ cần không ngừng đi tới cảm nhận được chỗ nào lắc lư thì chỗ đó chính là cơ quan thạch sinh mừng rỡ nói đúng vậy sao ta lại không nghĩ tới chứ bất quá ở trong mộ đạo liên tục hấp thu tiên khí này ngươi làm như vậy sẽ hao phí không ít tiên khí cho dù rời khỏi mộ đạo thì tinh thần chi lực trong cơ thể ngươi cũng sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt Nơi đây cũng không có tinh thần lực nồng đậm trợ giúp ngươi khôi phục, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, sẽ tốn không ít thời gian. Hơn nữa ngươi phải chú ý những người phía sau, những người đó phỏng chừng đang chờ các ngươi tiêu hao hết tiên khí. Thạch Sinh khẽ gật đầu. Ta hiểu. Sau đó hắn nhìn về phía Phương khung và Đàm Ninh, truyền âm nói rõ kế hoạch của mình. Đàm Ninh nghe vậy vui vẻ, sau đó gật đầu, ngươi yên tâm. Phương khung cũng gật đầu thu hồi lực lượng thần hồn, tạo hóa trận linh thể khởi động, trong cơ thể bắt đầu cấu trúc trận pháp, những người khác cũng được đàm ninh truyền âm, một bộ phận người bắt đầu bảo lưu lực lượng, một bộ phận khác thì đứng ở phía trước phía sau phòng ngừa ma thú loại trùng bất ngờ phục kích. Giờ khắc này, tinh thần chi lực từ cơ thể thạch sinh đột ngột bộc phát, trong mộ đạo vốn đã tối tăm tối xuất hiện một mảnh tinh không chiếu sáng cả mộ đạo. Đồng thời có một cổ lực lượng trấn áp mạnh mẽ phủ khắp mộ đạo tám người sa nguyên thịnh phía sau thấy cảnh này đều khẽ nhíu mày hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn một mình tìm kiếm cơ quan đùa chắc làm sao có thể nhưng mà cách làm buồn cười trong mắt bọn hắn đã đưa tới kết quả sau một canh giờ hung hăng đánh thật mạnh vào mặt mũi bọn hắn chỉ nghe phía trên có tiếng cạch cạch vang lên tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn có một tảng đá nhỏ màu đen đang khẽ lắc lư trải qua một canh giờ dưới sự hấp thu tiên khí của mộ đạo và toàn lực thi triển tinh thần chi lực trấn áp tinh thần chi lực trong cơ thể thạch sinh tiêu hao không ít bất quá may mắn tìm được cơ quan rồi là một tảng đá trên vách tường ngâm đen đang lắc lư dưới tác động của tinh thần chi lực thấy thế thạch sinh không khỏi vui vẻ đàm ninh bên cạnh hưng phấn chuẩn bị lấy tay ấn tảng đá thạch sinh vội vàng khuyên can đừng có thể là cạm bẫy giao cho ta nghe vậy đàm ninh thu tay lại Thạch sinh ngưng tụ tinh thần chi lực thành một bàn tay lớn, đặt ở trên tảng đá ngâm đen kia. Trăng rắc theo tảng đá ngâm đen bị đè xuống, từng hạt bụi rơi rơi. Mọi người cũng cảnh giác nhìn quanh, lỡ như chúng phải trạm bẫy có thể ứng phó bất kỳ lúc nào, nhưng sau khi tảng đá ngâm đen bị đè xuống lại không có động tĩnh gì. Ngay cả Sa Nguyên Thịnh và các thế lực hoang mạc phía sau cũng ngẩn người. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ là một tảng đá bình thường, bởi vì trải qua trăm vạn năm nên buông lỏng, nhưng khả năng này không cần nghĩ cũng có thể phủ định tuyệt đối không có khả năng mộ đạo có thể duy trì trăm vạn năm tự nhiên cực kỳ kiên có không thể nào có tình trạng tình lỏng lẻo vậy được sau một lúc bụi bặm trong mộ đạo bắt đầu bốc lên cả mộ đạo rung rẩy trên mặt đất những viên đá rải rác cũng giống như trong nồi nước sôi bắn tung tóe lên sắc mặt đám người thạch sinh dần dần trở nên ngưng trọng bởi vì sự rung động không ngừng kịch liệt đám người đàm ninh đột nhiên biến sắc hết lớn chuẩn bị nghênh địch là ma thú hiển nhiên xúc động cơ quan đã đánh thức tất cả ma thú loại trùng trong mộ đạo những ma thú này đều bị vây ở nửa bước tổ cảnh nếu như hàng trăm hàng ma thú cấp này vọc tới trong mộ đạo chật hẹp lại không có không gian né tránh cho dù là cường giả tổ cảnh cũng sẽ bị nghiền nát đám người sa nguyên thịnh vốn đang định đánh lén đám người thạch sinh và phương khung cũng biến sắc lập tức sát vào đám người đàm ninh chuẩn bị giải quyết đám ma thú trước rồi tính sau đám người đàm ninh chán ghét nhìn nhưng cũng không nói gì dù sao hiện tại chỉ có liên thủ mới có đường sống, gây mâu thuẫn thì không ai sống nổi. Rầm rầm rầm, theo hai đầu mộ đạo, ma thú loại trùng rập rạp vọt về phía bọn họ, từ tảng đá phía trên đỉnh đầu thạch sinh, vách tường bắt đầu mở ra hai bên, một luồng sáng nhạt từ bên ngoài chiếu vào, thấy một màn như vậy, thạch sinh mừng rỡ lớn tiếng nói, kiên trì chống chọi với đám ma thú, chỉ cần kiên trì khoảng một nén nhang thì lối đi thông ra bên ngoài sẽ mở, nghe thạch sinh nói, Đám người vốn đã thấy tuyệt vọng trở nên phấn chấn. Không khỏi lớn tiếng đáp lại, "Hiểu rồi." Phương khung nhìn về phía Thạch Sinh có chút suy yếu, nói: "Sư huynh, ngươi nhân cơ hội khôi phục một chút, chuyện kế tiếp giao cho ta." Sau khi đi ra ngoài còn không biết sẽ có nguy hiểm gì. Đàm Ninh nghe xong cũng gật đầu nói: "Không sai, còn lại giao cho chúng ta." Thạch Sinh gật đầu, cảm kích nói: "Vậy giao cho các ngươi." Hắn lập tức ngồi xuống tại chỗ bắt đầu đã tọa lợi dụng tinh thần chi lực dự trữ bổ sung. Lúc trước Lục Trường Sinh đã từng dặn dò hắn, thể chất của ngươi đặc thù, dựa vào tinh thần lực tu luyện, vậy nếu như ở chỗ không có tinh thần chi lực hoặc tinh thần chi lực tương đối mỏng manh thì phải làm sao, một khi hao hết thì chơi xong luôn. Cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần chi lực dự trữ cho bất cứ tình huống nào. Xem ra sư Tôn nói đúng. Ở bên ngoài, trong hoàn cảnh không có tinh thần chi lực muốn khôi phục chỉ có thể dựa vào tinh thần nội hạch phối hợp với hỗn độn tinh thần lục, tốc độ quá chậm. Theo ma thú loại trùng sông tới, mọi người bắt đầu toàn lực ra tay, chỉ là những ma thú loại trùng không hề có thân hình khổng lồ như những ma thú khác. Ngược lại thân thể nhỏ bé, chỉ lớn bằng bàn tay, tốc độ vừa nhanh vừa linh hoạt. Trên lưng đám ma thú này có một tầng giáp năm đen, dù một kích toàn lực của cường giả nửa bước tổ cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra một cái khe nứt trong tình huống hàng trăm hàng ngàn ma thú đồng thời xông tới, vài tên thần đế cảnh đỉnh phong ở ngoại vi không thể phá vỡ phòng ngự của chúng, thậm chí một ít công kích đều bị chúng tránh né được, chỉ trong nháy mắt liền bị từng con bọ bò đầy toàn thân. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, qua hai hơi thở bị trắng xé chỉ còn lại có một bộ xương trắng, ngay cả thần hồn cũng bị gạm nhấm sạch sẽ, sắc mặt mọi người khó coi khi nhìn thấy mấy cổ thi thể này, không hề bảo gì nữa mà phóng thích công kích toàn lực, bọn họ cũng không muốn biến thành một bộ xương trắng nằm lại đây đám người bên trong cũng toàn lực ra tay. Bởi vì bọn họ biết cho dù bảo lưu thực lực, những người bên ngoài tử vong xong cũng sẽ đến phiên bọn họ. Đàm Ninh và đám đệ tử thân truyền của Hỗn Linh Học Viện đồng thời ra tay. Phương Khung cũng đã ngưng tụ xong trận pháp. Chỉ thấy hai tay Phương Khung hướng về phía trước, ở trên lòng bàn tay của hắn có từng vòng trận pháp được phóng thích, một hư ảnh Thanh Long dần dần ngưng tụ, cùng lúc đó một cổ hắc khí mang tính hủy diệt cuốn quanh Thanh Long, Thanh Long lạc sát trận và yên diệt sát trận, hai loại sát trận kết hợp còn mạnh hơn một kích toàn lực của cường giả nửa bước tổ cảnh không ít, ngay cả đàm ninh ở bên cạnh cũng kinh hãi. Trật pháp được bố trí từ khi nào, hơn nữa còn kết hợp hai loại sát trận, quả nhiên, trách không được mũ trưởng lão đề cao phương khung như thế, hơn nữa còn nói phương khung có thể cho hắn trợ giúp trên phương diện trận pháp. Có thể làm được điểm này, trình độ trận pháp của phương khung không tầm thường. Phương khung quát lớn, người phía trước, lui ra, vừa dứt lời, người ở phía trước tránh ra một con đường hai tay phương khung mạnh mẽ ấn về phía trước. Thanh Long mang theo khí tức hủy diệt trống to vọt thẳng tới đám bọ cánh cứng, chi 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 từng tiếng kêu chói tai vang lên, có hơn 10 con bọ cánh cứng bị oanh thành mảnh nhỏ. Mặc dù ngăn chặn đám côn trùng này một lúc nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng Phương không chỉ có tu vi thần đế cảnh trung kỳ, vậy mà có thể làm tới nước này, quả thực khiến người ta phải chấn động. Đám người đàm ninh đám cũng cười một tiếng, không thể để cho các ngươi biểu diễn một mình nha. Nếu để cho người khác thấy được còn tưởng rằng tiền bối hỗn linh học viện như chúng ta không dùng được đó, trong thời gian một nén nhang, hơn 30 người tử thương. Khi mộ đạo mở ra mọi người mới có thể thoát hiểm. Ra khỏi mộ đạo có ma thú, mọi người tiến đến một mộ thất rộng lớn. Tầng mộ thất này không có quá nhiều vật bài trí, chỉ có một tòa đài cao, dưới đài là trăm bậc thang. Trên đài cao có một cổ quan tài khổng lồ. Bốn phía quan tài có tượng thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước trông rất sống động, giống như có được sinh mệnh, đang không ngừng phóng thích uy áp. Sắc mặt mọi người ngưng trọng nhìn cổ quan tài khổng lồ bị xiềng xích trói chặt. Chỉ nhìn chầm chầm thôi mà đã cảm nhận được uy áp to lớn bao phủ lấy mình. Đàm Ninh ngưng trọng nói, đã chết trăm vạn năm mà vẫn bị trấn áp trong quan tài, còn có thể phóng thích ra uy áp cường đại như vậy, lúc còn sống sẽ cường đại đến mức nào đây, không ai trả lời. Cũng không ai có thể trả lời chỉ có thể chứng minh được sự cường đại của hỗn độn thần triều, một thân vương quốc nho nhỏ dưới trướng đã kiến tạo được tòa lăng khủng bố như thế này. Hơn nữa nơi này còn không phải chủ mộ thất, thuộc hạ của thân vương có thực lực bực này, vậy bản thân thân vương thế nào, lòng mọi người không khỏi trầm xuống, đồng thời cũng nổi lòng tham. E là bảo vật và truyền thừa trong lăng mộ thân vương nhiều không đếm xuể, lúc này, Sa Nguyên Thịnh đột nhiên nói, nơi này tất nhiên có vật truyền thừa. Hơn nữa nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau đi, hẳn là phải lấy được vật truyền thừa mới có thể tiếp tục tiến tới. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Sa Nguyên Thịnh. Chỉ nghe Sa Nguyên Thịnh tiếp tục nói, chung quanh cũng không có thứ gì khác, hẳn là vật truyền thừa có liên quan đến quan tài trên đài cao. Cho nên, Đàm Ninh khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Sa Nguyên Thịnh nói như vậy chắc chắn có ý đồ không tốt. Sa Nguyên Thịnh nghe răng cười một tiếng, nhìn về phía Thạch Sinh đang đã tỏa khôi phục tinh thần chi lực nói cho nên phải có người đi tới gần quan tài kia, mà người nào đó vừa rồi ở trong mộ đạo không có xuất lực, để cho hắn đi hẳn là rất hợp lý, theo ánh mắt của Sa Nguyên Thịnh, ánh mắt tất cả mọi người rơi đều rơi vào trên người thạch sinh. Sắc mặt phương khung trầm xuống. Nếu như không nhờ thạch sinh hao hết lực lượng tìm được quan chỗ, e là chúng ta vẫn đang còn bị vây trong mộ đạo kia, Sa Nguyên Thịnh cười lạnh nói, chuyện chúng ta tìm được cơ quan chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vừa rồi lúc chống đỡ đám bỏ cánh cứng kia hắn không làm gì cả, ngươi, Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng, không muốn đưa ra ý kiến. Bất quá trong lòng bọn họ đều biết Sa Nguyên Thịnh chỉ đang tùy tiện tìm một cái cớ, muốn cho một người đi làm đá dò đường mà thôi. Ai cũng biết tới gần quan tài tuyệt đối sẽ gặp phải nguy hiểm, không có ai muốn làm người thử trước, nếu chuyện không liên quan đến mình, vậy thì cứ đứng nhìn là tốt rồi. Chỉ có người hỗn linh học viện và cửu long thần triều trợn mắt nhìn Sa Nguyên Thịnh. Lúc này thạch sinh mở mắt, hắn nhìn về phía Sa Nguyên Thịnh, thản nhiên nói, cái cớ của ngươi thật sự quá vụng về. Thạch sinh đã khôi phục tinh thần chi lực, chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm Sa Nguyên Thịnh, nói tiếp ngươi cảm thấy, hiện tại chơi trò này còn hữu dụng sao, Sa Nguyên Thịnh lắc đầu nói, chỉ nói miệng tự nhiên vô dụng, bất quá, nếu như dùng thực lực ép ngươi thì sao, nói tới đây, quy áp tổ cảnh từ thân thể Sa Nguyên Thịnh bạo phát ép về phía thạch sinh. Đang lúc thạch sinh chuẩn bị phóng thích tinh thần chi lực thì đàm ninh bước ra một bước, xuất hiện trước người thạch sinh, cũng một phát uy áp tổ cảnh đối kháng đàm ninh lạnh lùng nhìn sa nguyên thịnh nếu ngươi can đảm làm như vậy ta dám cam đoan chỉ cần sa hải tông các ngươi dám bước ra khỏi hoa mạc một bước hỗn linh học viện chúng ta nhất định sẽ đuổi giết tới chân trời góc biển sa nguyên thịnh không khỏi trào phúng cười to còn nữa ngươi hỏi các vị ở đây bao gồm cả người của thế lực bên ngoài các ngươi có phải bọn họ cũng đồng ý phương án ta đề xuất hay không đàm ninh nhìn về phía người chung quanh ngoại trừ người hỗn linh học viện và cửu long thần triều người các thế lực khác đều nhìn chằm chằm thạch sinh Điều này làm cho lòng đàm ninh trầm xuống. Nói thế lực ngoại giới không đội trời chung với thế lực hoang mạc. Nhưng một khi gặp phải loại tình huống thế này, làm gì còn thù hận. Đây chính là hỗn độn giới, lợi ích làm đầu. Sa Nguyên Thịnh há mồm muốn nói gì đó, nhưng chọn chưa nói ra thì ánh mắt đã bị một thứ gì đó cực kỳ khủng bố hấp dẫn. Hắn há miệng ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, đồng tử đột nhiên co rút lại, toàn thân bắt đầu run rẩy người bên cạnh chú ý tới dị trạng của sa nguyên thịnh không khỏi nhìn theo ánh mắt hắn ngươi làm sao sao vậy vừa dứt lời sắc mặt người này cũng dần dần cứng ngắc tràn ngập kinh hãi một truyền mười mười truyền trăm dần dần tất cả mọi người đều nhìn về phía đài cao sắc mặt thạch sinh và phương khung cũng trở nên ngưng trọng chỉ thấy quan tài trên đài cao vẫn bị xiềng xích trói chặt nhưng trên nắp quan tài lại có một nữ nhân váy đỏ đang ngồi bắt chéo chân tay chống đùi không lưng, lòng bàn tay nâng cầm. Dùng vẻ mặt đầy hứng thú nhìn bọn họ, giống như đang nhìn một đám kiến hôi, các ngươi tiếp tục đi, trăm vạn năm rồi chưa được xem trò hay nha, đừng dừng lại. Trên người nữ nhân váy đỏ không hề có khí tức gì, váy mang màu đỏ tươi như máu, dung nhan tuyệt mỹ yêu diễm của nàng tình huống bình thường sẽ làm cho vô số cường giả điên đảo. Thế nhưng ở tình huống hiện tại, không ai còn tâm trạng thưởng thức loại xinh đẹp này, chỉ cảm giác được sống lưng phát lạnh, toàn thân toát mồ hôi nàng xuất hiện khi nào, từ nơi nào ra, ánh mắt mọi người không khỏi dời đến cổ quan tài kia, rõ ràng xiền xích chưa cởi ra trước ánh mắt của nữ nhân váy đỏ, mọi người ở đây như trúng thuộc định thân định, cho dù mạnh mẽ muốn nhúc nhích cũng không thể, chỉ có tròng mắt có thể miễn cưỡng chuyển động. Nữ nhân váy đỏ chân trần dẫm lên mặt đất, từng bước từng bước đi xuống đài cao, vừa đi vừa nói ai, trăm vạn năm không có gặp qua người sống, làm sao lại bất động vậy, nói xong, Nữ nhân váy đỏ đã vượt qua trăm bậc thang tới trước mặt một tên thiên kiêu của thế lực ngoại giới, móng tay đỏ như máu nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của tên này. Chỉ thấy móng tay không chút trở ngại đâm vào mi tâm, ánh mắt tên thiên kiêu tràn ngập hoảng sợ, miệng há to nhưng không thốt ra lời. Cuối cùng có từng luồng thần hồn chi lực cuốn ngón tay nữ nhân váy đỏ sau đó bị kéo ra. Nàng đặt ngón tay lên trên môi hút một cái, liếm môi nói, rất ngon nha. Không ai biết nữ nhân váy đỏ này xuất hiện như thế nào nhưng có thể xác định nữ nhân váy đỏ này tuyệt đối có liên quan đến quan tài kia, có lẽ chính nàng từ trong quan tài đi ra. Thực lực cấp bậc này, ngay cả cường giả tổ cảnh như Sa Nguyên Thịnh và Đàm Ninh cũng không thể phản kháng. Chỉ sợ chỉ nữ tử linh hồn thể này đã đạt tới tổ cảnh đỉnh phong hoặc bán thần vậy bản thể trong cổ quan tài kia sẽ mạnh đến mức nào, không ai dám nghĩ tới. Nhìn người nọ bị nữ nhân váy đỏ hút khô thần hồn, không còn sinh cơ nằm bất động trên mặt đất, đồng tử của mọi người không ngừng co rút chỉ thấy nữ nhân váy đỏ mỉm cười lướt tới bên cạnh một người khác đầu ngón tay đỏ rực nhẹ nhàng xẹt qua da thịt khiến người ta sởn gai ốc nếu yên lặng các ngươi liền mất đi giá trị chỉ có thể trở thành đồ ăn của ta nữ nhân váy đỏ phiêu đẳng ở giữa mọi người vui cười nói nếu không thì kế tiếp cứ mỗi qua thời gian mười nhịp thở nếu như không có ai trò chuyện với ta ta sẽ giết một người các ngươi cảm thấy thế nào không đợi mọi người trả lời đúng hơn là không ai có thể nói chuyện nữ nhân váy đỏ liền vỗ tay, càng rỡ cười to. Không sai, trò chơi này rất thú vị. Khi nghe đến đây, nhiều người không ngừng há miệng muốn phát ra âm thanh, nhưng giống như có người bóp lấy cổ bọn họ, cố gắng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Nữ nhân váy đỏ đang vươn ngón tay, vừa xuyên lướt quanh đám người vừa đếm ngược. Mười tiếng đếm ngược vang lên trong bầu không khí yên tĩnh trở nên đáng sợ dị thường. Âm thanh quanh quẩn trong một thức. Ba, hai, một. Tiếng nói vừa dứt đầu ngón tay nữ nhân váy đỏ nháy mắt xẹt qua mi tâm của một người bên cạnh, thần hồn của người này bị kéo ra, người này thuộc thế lực hoang mạc. Sau khi nữ nhân váy đỏ đưa luồng thần hồn vào trong miệng sau, cười duyên nói, vậy tiếp tục nha, mười trong quá trình không ngừng đếm ngược cùng với có thiên kiêu không ngừng ngã xuống. Thần kinh những người còn lại đã căng như dây đàn sắp đứt đoạn. Thạch sinh và Phương Khung cũng đang không ngừng suy nghĩ xem nên đột phá tử cục thế nào. Phương Khung nghĩ. Trấn áp chia làm hai loại, một loại là uy áp từ cảnh giới loại thứ hai là thông qua đạo tắc chi lực hoặc trấn áp chi lực nhưng hắn không cảm giác được áp bách đến từ cảnh giới đồng thời lực trấn áp cũng không có trấn áp chi lực nếu như là trấn áp chi lực thì làm sao lại không cách nào nói chuyện chứ cho dù trấn áp chi lực cường đại đến trình độ cực kỳ khủng bố thì cũng không có khả năng khiến thân thể của bọn họ như bị định thân hoàn toàn đứng yên không thể dao động chút nào về phần đạo tắc chi lực hả đạo tắc chi lực chỉ sợ cũng chỉ có đạo tắc chi lực mới có thể làm được điểm này. Nếu quả thật là đạo tắc chi lực giờ khắc này, tạo hóa trận linh thể lặng lẽ khởi động. Hắn vận dụng lực lượng thể chất nên không cần tứ chi có động tác gì. Mà muốn giải khai đạo tắc chi lực hạn chế, xét các trận pháp mà Phương khung đang nắm giữ chỉ có một loại trận pháp hữu dụng. Đó chính là nguyên sơ pháp trận. Cho dù mặt đối mặt với người có cảnh giới cao hơn, có lẽ hắn cũng có thể cởi bỏ đạo tắc chi lực ở một mức độ nhất định dần dần đã có hơn 20 người lặng lẽ ngã xuống. Giờ phút này, rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, căn bản không có khả năng chạy thoát. Gương mặt Sa Nguyên Thịnh dữ tợn, gân xanh trên cổ không ngừng nổi lên, đang cực lực giãy dụa nhưng mà thân thể lại không thể nhúc nhích. Sắc mặt Đàm Ninh trở nên ngưng trọng, nếu cẩn thận cảm giác thì có thể cảm giác được hắn đang không ngừng ngưng tụ lực lượng trong cơ thể. Hiển nhiên vẫn không muốn buông bỏ, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ bộc phát hết mức, một khi đầu ngón tay nữ nhân váy đỏ xẹt qua mi tâm một người nữa. Nàng đã tới trước mặt phương khung. Sắc mặt thạch sinh trở nên khó coi, tinh thần chi lực trong cơ thể không ngừng lưu chuyển nhưng không cách nào lao ra khỏi cơ thể, phản phất bị một cái lao tù vây khốn, đàm ninh cũng nhíu mày. Đại trưởng lão từng dặn dò, dù thế nào cũng phải cố gắng bảo vệ đám người dịp thu bạch. Nhưng hôm nay, e là khó làm được, bản thân hắn cũng khó bảo toàn nữ nhân váy đỏ nở nụ cười xinh đẹp đầu ngón tay không ngừng xẹt qua da thịt phương khung không ngừng đếm ngược nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phương khung không có sự sợ hãi mà lại đầy sự tỉnh táo nữ nhân váy đỏ không khỏi hơi sững sờ thậm chí tạm thời đình chỉ đếm ngược hứng thú hỏi ồ ngươi không giống như những người kia chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao à đúng rồi quên mất ngươi không thể nói nên lời nếu như ngươi có thể nói chuyện có lẽ ta có thể buông tha ngươi không chừng bất quá thật đáng tiếc nha quy tắc chính là quy tắc nói ra cũng không thể thay đổi nói tới đây nữ nhân váy đỏ mỉm cười chuẩn bị tiếp tục đếm ngược phương khung đột nhiên nở nụ cười nói như vậy đa tạ tiền bối tha cho ta một mạng vừa dứt lời đầu ngón tay nữ nhân váy đỏ liền rơi vào khoảng không phương khung cũng lướt về sau kéo dài khoảng cách với nữ nhân váy đỏ đồng thời triển khai nguyên sơ pháp trận trong lúc nhất thời quy tắc lực trải rộng nơi đây đã bị tách ra đàm ninh và thạch sinh đang không ngừng ngưng tụ lực lượng dẫn đầu tránh thoát hạn chế lập tức thối lui đến bên cạnh phương khung sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nữ nhân váy đỏ phương khung phỏng đoán không sai nữ nhân này mượn đạo tác lực hạn chế hành động của bọn họ đạo tác lực này cũng không phải do nữ nhân váy đỏ phóng thích mà do cả mộ thất có pháp trận phóng thích pháp trận tồn tại trăm vạn năm mà vẫn còn có thể phát huy tác dụng bất quá cũng đã tàn tạ rồi khi phóng thích ra nguyên sơ pháp trận đạo tách chi lực không bị bóc tách hết nhưng cũng bị xé ra một lỗ hổng chỉ cần xúc lực phá tan liền có thể cởi bỏ hạn chế đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy người đàm ninh có thể theo sát phương khung đột phá hạn chế vì bọn họ đang một mực tích lũy lực lượng nữ nhân váy đỏ nhìn thấy cảnh này kinh ngạc rồi che miệng cười nói thật sự không ngờ nơi này lại có một trận pháp sư có thể ảnh hưởng đến đạo tắc chi lực xem ra hậu thế cũng không có kém như ta tưởng tượng phương khung cười nhìn về phía nữ nhân váy đỏ nói không biết tiền bối có giữ lời hay không theo tác dụng của nguyên sơ pháp trận càng lúc càng có nhiều người thoát khốn nhưng bên sa nguyên thịnh lại không chịu ảnh hưởng từ nguyên sơ pháp trận đương nhiên cũng là do phương khung cố ý tránh dù sao lúc trước tên kia muốn sư huynh làm pháo hôi phương khung còn không có thánh mẫu như vậy kẻ đã bại lộ địch ý rõ ràng tự nhiên không cần cứu sa nguyên thịnh cực kỳ sợ hãi Hắn không ngừng liếc nhìn Phương Khung, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, Phương Khung cười nói, "À đúng rồi, Tiền Bối, hắn không có thoát khốn, dựa theo quy tắc trò chơi của Tiền Bối thì phải giết." Không ai muốn giúp đỡ một người có thái độ thù địch với chính mình. Huống hồ với thái độ lúc trước của Sa Nguyên Thịnh không chỉ là tràn ngập địch ý, có thể nói là muốn đưa Thạch Sinh vào chỗ chết. Đối với loại người này, Phương Khung không có khả năng cứu hắn. Nơi này chính là hỗn độn giới một nơi lấy lợi ích làm đầu, vì lợi ích có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu để cho hắn sống sót, sau đó hắn lại đâm sau lưng bọn họ vào thời điểm mấu chốt sao? Nghe được lời của Phương Khung, Đàm Ninh ở bên cạnh nhếch miệng cười, vỗ vỗ bả vai Phương Khung nói, xem ra ngươi đã thích ứng với tình huống hỗn độn giới. Trong con ngươi xa nguyên thịnh tràn đầy oán độc. Không thể quay đầu, hắn chỉ có thể dùng hết sức nhìn về phía Phương Khung nhưng vẫn không nhìn thấy. Cảm giác vô lực cùng với tử vong cận kề cho dù kẻ luôn ở trên lưỡi đao như sa nguyên thịnh tâm lý cũng gần như sụp đổ nữ nhân váy đỏ cũng che miệng cười ngươi thật thú vị đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trên mi tâm sa nguyên thịnh sa nguyên thịnh sợ hãi trơ mắt nhìn đầu ngón tay đỏ tươi đâm vào mi tâm của mình thần hồn không ngừng bị hấp thu trong mắt cũng bắt đầu trợ ngược Cân xanh trên thân thể giống như muốn nổ tung điên cuồng nổi lên đáng tiếc đến chết hắn vẫn không nhúc nhích được thiếu tông chủ sa hải tông thiên kiêu hàng đầu khu vực hoang mạc cứ vậy mà chết ở chỗ này cũng khiến người ta thổn thức một trận nhưng muốn trở nên mạnh mẽ nhất định phải trải qua nhiều khoảnh khắc sinh tử cho dù ngươi có thiên phú rất cao cho dù ngươi có thực lực ngươi mạnh hơn nữa trong tình huống không đủ thực lực thiên phú thực lực tâm trí can đảm cùng với khí vận thiếu một thứ cũng không được bất quá hại người cuối cùng hại mình nếu muốn hại người khác bản thân phải chuẩn bị thừa nhận hậu quả nữ nhân váy đỏ nhìn về phía phương khung nhẹ nhàng bay tới trước mặt hắn trông nàng giống như quỷ hồn mọi người căn bản không phản ứng kịp tất cả mọi người nhanh chóng lui về phía sau chỉ có phương khung và thạch sinh đứng yên tại chỗ nữ nhân váy đỏ đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve má phương khung dùng giọng nói tràn ngập mị lực rất thú vị nha tuy rằng ta nói chỉ cần giải thoát liền không chết nhưng ta cũng không muốn thả ngươi đi ngươi đi rồi ta lại cảm thấy phải nhàm chán phải làm sao bây giờ nói xong đầu ngón tay của nữ nhân váy đỏ lại điểm lên mi tâm phương khung nói tiếp nếu không ngươi đừng đi ở lại chỗ này với ta đàm ninh ở phía sau hô phương khung mau lui lại nữ nhân váy đỏ liếc mắt nhìn thân thể đàm ninh nhất thời chấn động đồng tử co rút giống như thấy cảnh tượng gì đó khủng khiếp qua thời gian vài nhịp thở đàm ninh mới giải thoát sau đó hai gối quỳ trên mặt đất hai tay chống đất mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng thở hỗn hển. Đừng quấy rầy ta nói chuyện với người khác nha, nếu không thêm vài nhịp thở nữa là đạo tâm của ngươi sẽ sụp đổ đó. Nữ nhân váy đỏ cười hiếp mắt nhìn đàm ninh, sau đó lại dời ánh mắt đến trên người phương khung, nói, cân nhắc như thế nào rồi, mọi người nhìn một màn này, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đây là sợ hãi đạo tắc. Trong ba ngàn đại đạo, không thiếu thứ lạ, tự nhiên cũng diễn hóa ra các đạo tắc chi lực cực kỳ đặc thù ví dụ như mị hoặc, lại ví dụ như sợ hãi. Loại đạo tắc này quá mức thư thớt, chỉ sợ khắp hỗn độn giới không có mấy người lĩnh ngộ, hơn nữa phương thức tu luyện cũng tương đối đặc thù, cho nên dù có thiên phú về phương diện này cũng có khả năng vì không có phương thức tu luyện thích hợp mà đành phải buông bỏ. Phương Khung không chút e ngại, bình tĩnh đối mặt với nữ nhân, cười nhạt nói, tiền bối nói đùa, ta tự nhiên muốn rời khỏi nơi này. Sắc mặt nữ nhân váy đỏ trầm xuống, nói, nhưng nếu như ta khiến cho các ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này thì sao?" Phương khung suy nghĩ một chút nói, vậy với thực lực hiện tại của chúng ta, sẽ không cách nào phản kháng. "Nhưng nếu như ta nói có thể mang tiền bối rời đi nơi này đây." Nghe vậy, không chỉ có nữ nhân váy đỏ sửng sốt, ngay cả Thạch Sinh cùng mấy người đàm ninh đều ngẩn ra. "Có ý gì? Một tồn tại vừa cường đại vừa nguy hiểm như vậy, hơn nữa tồn tại hơn trăm vạn năm trước rồi, người ta tránh còn tránh không kịp, ngươi lại muốn mang ra ngoài?" không nói đến nữ nhân váy đỏ có nguyện ý hay không. Ngươi làm cách nào mang nàng ngoài, nữ nhân váy đỏ cũng tản đi sự mị hoặc ban đầu, tùy ý cười to. Cười đến ngực sữa không ngừng lắc lư. Tiểu tử, có phải ngươi quá tự đại rồi không? Nữ nhân váy đỏ đột nhiên một tay bắt lấy cổ phương khung, chậm rãi nâng cả người hắn lên. Phương khung không có chống cự, gương mặt hơi đỏ lại bình tĩnh đến dị thường, nhà nhạc nói, hẳn là tiền bối rất muốn ra ngoài đi, xiềng xích trói buộc quan tài là đề ngăn chặn tiền bối rời khỏi lăng mộ đi nụ cười trên mặt nữ nhân váy đỏ dần dần biến mất gương mặt bắt đầu trở nên dữ tợn bàn tay nắm cổ phương khung cũng bắt đầu dùng sức ngươi đoán không sai nhưng vậy thì thế nào cảnh giới của ngươi làm sao phá vỡ quan tài quả thật ngay cả nữ nhân váy đỏ cũng không cách nào phá vỡ quan tài phương khung làm sao có thể chứ cho dù dùng tiểu tru thần kiếm trận cũng không thể mặt phương khung đã đỏ bừng lời nói đứt đoạn ta ta có biện pháp để cho thần hồn của tiền bối rời khỏi lăng mộ trước nữ nhân váy đỏ hơi sửng sốt bàn tay nắm cổ phương khung không tự chủ buông lỏng phương khung tham lam hít thở chậm rãi nói tiếp chờ thực lực của ta đủ rồi sẽ trở lại nơi này phá vỡ quan tài cho tiền bối sống lại nữ nhân váy đỏ chỉ ở trạng thái thần hồn mà đã có cảnh giới này e là thực lực của bản thể còn mạnh hơn cường giả như nàng sống trăm vạn năm cũng không thành vấn đề muốn đánh vỡ quan tài, ít nhất phải đạt tới cảnh giới bán thần, ngươi cảm thấy ngươi được không?" Nữ nhân váy đỏ nửa tin nửa ngờ nhìn Phương khung. "Không nói đến ngày sau có thể đánh vỡ hay không, trước mắt ngươi làm sao mang thần hồn của ta ra ngoài?" Nữ nhân váy đỏ hỏi cũng đại biểu nàng bắt đầu có chút tin tưởng Phương khung. Phương khung cười cười nói, "Không nói giỡn, với thiên phú của mình, ta vẫn có lòng tin có thể trưởng thành đến cảnh giới bán thần. Về phần làm sao mang ra ngoài, là dựa vào trận pháp" tiền bối cần ủy khuất tạm thời trở thành trận linh của ta. Đương nhiên chuyện này phải xem tiền bối có thể tín nhiệm ta hay không. Trận pháp, trận linh, nữ nhân váy đỏ kinh hải, nàng bị biện pháp điên cuồng của phương khung hù dọa. Trong thánh trận thiên quyển có một trận pháp cấp bậc cao. Phương khung vốn không có ý định đi tu luyện trận pháp này, chủ yếu là vì hắn không đủ điều kiện, điều kiện bố trí quá mức hà khắc, trận pháp sẽ tăng lên theo cảnh giới bản thân người thi trận trận pháp tên là hắc dạ hàng lâm khi cảnh giới cao tới trình độ nhất định thi triển trận pháp này có khiến một giới vực từ ngày biến thành đêm tối đương nhiên không chỉ thay đổi hoàn cảnh mà còn khiến cho đối thủ sợ hãi nơi đêm tối bao trùm chính là nơi nỗi sợ bao trùm nói cách khác muốn tu trận pháp nghịch thi này nhất định phải lĩnh ngộ sợ hãi đạo tắc đây cũng là nguyên nhân mà phương khung không có tu luyện bởi vì hắn căn bản không thể tu luyện hôm nay thấy được nữ nhân váy đỏ nàng không phải là cơ hội cho hắn tu luyện hát dạ hàng lâm sao chỉ cần nữ nhân váy đỏ cam tâm tình nguyện trở thành trận linh của hát dạ hàng lâm như vậy phương khung không cần nắm giữ sợ hãi đạo tắc đương nhiên muốn hắn muốn lĩnh ngộ cũng có thể thông qua nữ nhân có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sau khi nghe phương khung nói nữ nhân váy đỏ tỏ vẻ kinh ngạc nàng cũng từng nghe nói thần hồn của tu đạo giả hoặc hồn phách của thần thú có thể trở thành trận pháp chi linh nhưng muốn làm được chuyện này yêu cầu đối với trận pháp sư cực kỳ cao đồng thời hai bên phải hoàn toàn tín nhiệm nữ nhân váy đỏ cười lạnh một tiếng người có thể làm cho ta biến thành trận linh cũng không cần thương lượng với ta có thể khiến ta hồn phi phách tán ngay lập tức phương khung cười cười vương tay nói tiền bối cảm nhận thân thể của ta trước đi nữ nhân váy đỏ khẽ nhíu mày yên lặng một lát mới chạm vào tay phương khung hung tận nói nếu như ngươi gạt ta ta sẽ giết chết ngươi nhưng khi nàng vừa dò xét thân thể phương khung một vòng sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, sau đó chuyển thành kinh hãi. Không khỏi hỏi, ngươi lại là loại thể chất này. Người bên cạnh cũng sửng sốt, thể chất gì? Thể chất gì mà có khiến cường giả như nữ nhân váy đỏ kinh ngạc như vậy? Nữ nhân váy đỏ cũng không có nói ra tạo hóa trận linh thể, nàng khiếp sợ nhìn chầm chầm phương khung. Phương khung rút tay về, cười nói, hiện tại tiền bối tin tưởng ta có thể làm được rồi chứ, đúng vậy, tạo hóa trận linh thể có năng lực này nói đúng hơn là phải phối hợp với thánh trận ngục thể công năng lực bố trí trận pháp của phương khung khác với các trận pháp sư khác trận pháp sư khác cần phối hợp với các loại thiên tài địa bảo cùng trận kỳ phương khung thì trực tiếp có thể thông qua trận pháp chi linh trong thân thể của mình ngưng tụ thành trận pháp tạo hóa trận linh thể vốn thông qua hấp thu trận pháp chi linh để trưởng thành như vậy chỉ cần để cho nữ nhân váy đỏ hoàn toàn buông thần hồn ra để nàng trở thành một bộ phận trận pháp chi linh trong cơ thể phương khung thì hắn có thể thuận lợi để cắt đứt ràng buộc giữa nàng và thân thể trong quan tài, trở thành trận linh. Cũng có thể theo phương khung rời khỏi tòa lăng mộ. Đương nhiên, muốn nữ nhân váy đỏ trở thành trận pháp chi linh, thân thể phương khung phải chịu được. Hắn cần dựa vào thánh trận ngục thể công. Đừng quên phương khung cũng là một người tu luyện thân thể. Hắn hoàn toàn khác với trận pháp sư bình thường, vì trận pháp sư bình thường chẳng có tinh lực mà tu luyện thân thể hiện giờ thánh trận ngục thể công vẫn còn ở tầng thứ hai huyết cơ đây cũng là vì phương khung không chú tâm tu luyện thân thể một mực tu luyện trận pháp cũng không biết hắn có thể chịu đựng được lực lượng của nữ nhân váy đỏ hay không phương khung thầm cười khổ hiện tại chống đỡ không được cũng phải cắn răng chống đỡ phương khung mỉm cười nhìn về phía nữ nhân váy đỏ nói lựa chọn biện pháp của ta ngươi không chỉ có thể thấy lại ánh mặt trời hơn nửa ngày sau còn có thể tìm lại thân thể hồi sinh. Nhưng nếu như ngươi không tin, cho dù ngươi giết chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây trong lăng mộ tối tăm này, đến khi hồn phách hoàn toàn tiêu tán. Đương nhiên, ta nghĩ tiền bối đã đưa ra lựa chọn rồi. Nữ nhân váy đỏ bình tĩnh lại, nhà nhạt nhìn phương khung, giống như giờ khắc này nàng mới thật sự là nàng. Không có khí tức sợ hãi, cũng không có mị lực kinh người ta đã bị nhốt trăm vạn năm ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời này. Nữ nhân váy đỏ cảm khái nói, cho nên, cho dù ngươi về sau không thể cho ta lấy lại thân thể ta cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành trận linh của ngươi để đi xem thế giới bên ngoài. Trăm vạn năm, không một chút âm thanh, không chút ánh sáng, không có hoa cỏ, chỉ có bóng tối làm bạn. Nữ nhân váy đỏ vốn không tu luyện sợ hãi đạo tắc. Sợ hãi đạo tắc do nàng lĩnh ngộ một cách tự nhiên khi bị giam cầm, bị bóng tối bao trùm suốt trăm vạn năm nàng đã tuyệt vọng đến mức nào sắc mặt phương khung trở nên nghiêm túc cam đoan tiền bối yên tâm chỉ cần cảnh giới của ta đủ rồi ta sẽ giúp ngươi lấy lại thân thể đến lúc đó đi hay ở do ngươi tự quyết định đến lúc đó ngươi là một người tự do nữ nhân váy đỏ ngẩng đầu nhìn lên mái vòm nơi đó vốn là một mảnh hắc ám không có bất kỳ nguồn sáng nào nhưng mọi người lại kinh ngạc phát hiện trong con ngươi nữ nhân váy đỏ có từng tia sáng hiện lên, nàng đột nhiên cười, nhìn Phương Khung rồi nói, ta tin tưởng ngươi. Nữ nhân váy đỏ chậm rãi cúi đầu xuống cụm trán của mình vào trán Phương Khung, môi đỏ mọng chạm nhẹ vào môi Phương Khung. Nhất thời, một cổ thần hồn lực khổng lồ điên cuồng tràn vào trong thân thể Phương Khung, nữ nhân váy đỏ nói, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được lực lượng thần hồn của ta. Phương Khung không dám kinh thị chút nào, lập tức khoanh chân ngồi xuống toàn lực vận chuyển thánh trận ngục thể công cùng với tạo hóa trận linh thể bề mặt thân thể hắn chuyển thành màu bạc đồng thời dưới lớp da màu bạc cơ bắp huyết sắc đang nổi lên đây là thánh trận ngục thể công tầng thứ nhất ngân bì cùng với tầng thứ hai huyết cơ cổ lực lượng thần hồn khổng lồ như muốn căng nứt thân thể phương khung quét khắp toàn thân ngũ tạng lục phủ và xương cốt đều bị lực lượng thần hồn cấp bán thần làm cho quá tải thân thể như muốn chia năm xẻ bảy cảm giác đau đớn tột cùng lan tràn Phương Khung nhịn không được thét to. Thế thế, Thạch Sinh lập tức đến cạnh Phương Khung chiếu ra một mảnh tinh không. Đàm Ninh cũng lập tức gọi người hỗn linh học viện canh giữ bên cạnh Phương Khung. Người của Cửu Long thần triều cũng như thế. Bọn họ không thể để cho bất luận kẻ nào làm gián đoạn quá trình hấp thu lực lượng thần hồn của Phương Khung, nếu gián đoạn, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nhẹ thì thân thể trực tiếp nổ tung, nặng thì thần hồn câu diệt, thần hồn bán thần cảnh ẩn chứa lực lượng khổng lồ đến mức nào, chỉ vừa mới bắt đầu mà thần hồn chi lực đã điên cuồng tràn vào thân thể Phương Khung, để cho hắn đau đến muốn ngất đi. Nếu như không có tạo hóa trận linh thể cùng với thánh trận ngục thể công gia trì, chỉ sợ thân thể Phương Khung đã nổ tung, mọi người nhìn chằm chằm Phương Khung, bất quá lúc này không có ai muốn tiến lên quấy nhiễu. Bởi vì bọn họ biết chỉ có khi Phương Khung biến nữ nhân váy đỏ thành trận linh thì bọn họ mới có cơ hội rời khỏi gian mộ thất này huống hồ quấy nhiễu chẳng khác nào đánh rang hy vọng của nữ nhân váy đỏ nàng chắc chắn không buông tha bất kỳ một ai lợi hại thế nào bọn họ vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng giờ phút này trong cơ thể phương khung đã hỗn loạn lực lượng thần hồn mạnh mẽ đấu đá lung tung không ngừng trùng kích thân thể phương khung chỉ trong thời gian một nén nhang mà xương cốt kinh mạch đều đã tan nát nếu như không phải có một đạo kim quan bảo vệ thần hồn và lục phủ ngũ tạng của phương khung e là bây giờ không còn bộ phận nào nguyên vẹn. Đến bước này, Phương Khung đã chết chổng vó, bất quá dựa theo tình huống hiện tại, nhất định không thể chết được, tuy rằng lực lượng thần hồn đang dần dần bị tạo hóa trận linh thể chuyển hóa thành trận linh khí, nhưng với tốc độ phá hoại này, trước khi chưa hoàn toàn chuyển hóa xong thì thân thể đã chia năm xẻ bảy. Nghĩ tới đây, Phương Khung không khỏi cười khổ. Nếu như được chọn lại, hắn tuyệt đối sẽ không lơ là chuyện tu luyện thân thể, nhất định phải coi trọng thánh trận ngục thể công không đúng thánh trận ngục thể công đột nhiên phương khung sửng sốt có lẽ có thể tu luyện thánh trận ngục thể công trong tình huống này nếu thánh trận ngục thể công đột phá hắn có thể ứng phó tình huống hiện tại một cách dễ dàng hơn hơn nữa đây cũng là biện pháp duy nhất lúc này dù sao tu luyện thân thể vốn là một loại tra tấn thân thể còn có tình huống nào luyện thể tốt hơn tình huống hiện tại sao nghĩ tới liền hành động Phương Khung đã tu luyện thánh trận ngục thể công tầng thứ hai huyết cơ, tu luyện tầng thứ ba sẽ nắm vào xương cốt, ngọc cốt, hiện giờ xương cốt đã bị đánh nát như. Phương Khung cắn răng chịu đựng đau đớn kịch, liệt bắt đầu thôi động thánh trận ngục thể công cùng với trận linh khí trong cơ thể chữa trị xương cốt đứt gãy. Tốc độ chữa trị hiển nhiên không bằng một phần mười năng lực huyết mạch của tiểu hắc. Quá trình khống chế trận linh khí tu bổ xương cốt, khống chế từng mảnh xương vụn ghép lại, có thể nói là thống khổ vạn phần, khi chịu đựng đau đớn ghép một mảnh xương nhỏ lại. Thần hồn chi lực tựa như nước lũ lại tách ra, vì thế trong mộ thất không có âm thanh nào khác ngoài tiếng rống tràn đầy đau đớn của phương khung. Sự thống khổ tuần hoàng, lặp đi lặp lại, e rằng những nhân vật tự xưng là thiên kiêu kia cũng khó có thể thừa nhận. Có thể nói, không phải người có ý chí lớn to lớn không thể thể thừa nhận nổi. Cứ thế tiếp diễn, trải qua thời gian nửa ngày. Giọng phương khung lúc này đã khàn rồi nhưng khối xương trước ngực hắn dần dần chuyển sang màu xanh biếc điều này đại biểu cho phương khung sờ tới cánh cửa tầng thứ hai ngọc cốt rồi đồng thời lực lượng thần hồn cũng bị luyện hóa hết hai phần chuyển thành trận linh khí cảnh giới của phương khung cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng lên có hiệu quả phương khung cảm thấy vui vẻ chịu đựng đau đớn tiếp tục tu luyện thời gian dần dần trôi trong mắt những người khác thì chẳng có bao lâu cả nhưng với phương khung mà nói một ngày như một năm mỗi một giây một khắc ý niệm buông bỏ đều xuất hiện trong tâm trí bất quá hắn đã vượt qua giờ phút này người bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể phương khung phát ra ánh sáng màu xanh biếc ánh sáng xanh biếc nối liền với nhau theo khung xương người đúng vậy phương khung đã thuận lợi đột phá tới tầng thứ ba thánh trận ngục thể công đạt tới cảnh giới ngọc cốt cường độ thân thể cũng tăng vọt ít nhất đã chuyển hóa được bảy phần lực lượng thần hồn Ba phần còn lại không cách nào phá hủy thân thể Phương khung nữa rồi. Đồng thời cảnh giới một đường tăng lên tới thần đế cảnh đỉnh phong, hiện tại thống khổ Phương khung phải chịu đựng không còn lớn như lúc đầu. Còn lại có ba phần lực lượng thần hồn, Phương khung suy nghĩ một chút rồi bắt đầu chậm rãi buông lỏng bảo hộ đối với Lục phủ ngũ tạng. Kim quang vây quanh ngũ tạng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đúng vậy, phương khung dự định lợi dụng phần lực lượng thần hồn còn lại thử tu luyện tầng thứ tư thánh trận ngục thể công ngũ tạng sau đó tiếng kêu thảm thiết của phương khung lại bắt đầu vang vọng ngũ tạng không ngừng đánh nát rồi gây dựng lại lại qua thời gian hai ngày nữa lực lượng thần hồn của nữ nhân váy đỏ mới hoàn toàn chuyển hóa thành trận linh chi khí đồng thời phương khung cũng sờ tới ngưỡng cửa thánh trận ngục thể công tầng thứ tư cùng với đột phá cảnh giới đến nửa bước tổ cảnh Điều này cũng làm cho những người ở ngoài quan sát cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Không chỉ thành công hấp thu thần hồn của một vị cường giả bán thần, hơn nữa còn đột phá nhiều bậc như vậy, có phải quá mức rồi hay không? Bất quá Phương Khung vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn còn cần ngưng kết lực lượng thần hồn đã chuyển hóa thành trận linh khí thành trận linh, muốn làm được điểm này, Phương Khung phải nắm giữ phương pháp bố trí hắc dạ hàng lâm. Nhưng với cảnh giới trận pháp của Phương Khung bây giờ, hắn chỉ cần thời gian một ngày là có thể nắm giữ hát dạ hàng lâm. Thành công để nữ nhân váy đỏ hóa thành trận linh. Làm xong tất cả, Phương Khung mới mở mắt gian hai tay ra, miệng thì thầm. Hát dạ hàng lâm nhất thời một chút ánh sáng còn sót lại trong mộ thất tan biến, lấy đỉnh đầu Phương Khung làm trung tâm, đêm tối giống như một tấm màn màu đen phủ xuống bao lấy tất cả mọi người. Đưa tay không thấy năm ngón, sau một khắc, trên đỉnh đầu Phương Khung có một nữ nhân váy đỏ như tia sáng cuối cùng chiếu rọi thế giới tâm tối hiện lên nhưng thứ nàng mang đến không phải hy vọng mà là nỗi sợ vô tận cho dù là cường giả tổ cảnh như đàm ninh cũng bắt đầu phát rung thậm chí tâm cảnh bắt đầu dao động e là có ra tay phản kháng cũng không thể phát huy mười phần thực lực phương khung ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân váy đỏ nữ nhân váy đỏ cũng giơ hai tay hít sâu một hơi nở nụ cười tự do nói cảm giác đã lâu mới cảm nhận được hiện tại ta tin tưởng ngươi có thể đạt tới bán thần và đánh vỡ quan tài không không chỉ có như thế thiên phú tư chất của ngươi và công pháp huyền diệu kia có thể để cho ngươi đứng ở đỉnh phong hỗn độn giới cũng như hỗn độn thần triều lúc trước đánh giá quá cao phương khung cười cười nói ta nên xưng hô tiền bối như thế nào nữ nhân váy đỏ cười nói liên trĩ liên tiền bối tiếp theo giao cho ngươi chỉ đường liên trĩ tự nhiên quen thuộc với cấu trúc lăng mộ dù sao nàng bị nhốt trong lăng mộ thân vương địa vị tuyệt đối không thấp giờ phút này ở khu vực tượng binh mã dưới sự uy hiếp của cửu bạch lộ đám người hoang quân đã không dám treo chọc đám người tiểu hát nữa mà đội ngũ của đám người tiểu hát vì có tiểu hát mang ưu thế nên nhanh chóng đi trước nhất bỏ qua hai phe huyền minh thánh tử và hoang quân tiểu hát ở trung tâm đội ngũ chữa trị vết thương sâu tận xương trên người tiếp tục luân phiên với cửu bạch lộ chắn phía trước liên tục luân phiên mấy lần đám người tiểu hát đã dần dần nhìn thấy điểm cuối tượng binh mã chung quanh bị đánh nát sẽ khôi phục trong thời gian hai nhịp thở hiện giờ dịp thu bạch và đàm tông chiếu có vẻ uể oải ngay cả tiểu hắc có năng lực tự chữa trị cường đại cũng đang không ngừng thở hổn hển tuy rằng có thể khôi phục vết thương nhưng trải qua thời gian dài chiến đấu cường độ cao gánh nặng tinh thần rất lớn bất quá mấy ngày nay cảnh giới của tiểu hắc cũng hoàn toàn vững chắc thực lực tăng lên không ít chỉ có cửu bạch lộ vẫn như tiên tử không nhiễm phàm trần khí tức vẫn tràn đầy như cũ trên người cũng không dính vào chút bụi đất nào lại qua thời gian một ngày rốt cục cũng đến cánh cửa kia. Người bên phe Huyền Minh Thánh Tử và Hoang Quân đã tổn thất hơn phân nửa. Bất quá chuyện này không liên quan gì đến bọn Tiểu Hắc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi đẩy cánh cửa trước mặt ra. Nhìn bóng lưng đám người Tiểu Hắc tiến vào cánh cửa, sắc mặt Hoang Quân và Huyền Minh Thánh Tử trông cực kỳ khó coi. Điều này đại biểu tiên cơ bị cướp đoạt, nếu như sau cánh cửa kia có cơ duyên kinh thiên, vậy cơ duyên sẽ không có chút quan hệ nào với bọn họ. Hoang quân giận dữ quá, mau tăng tốc cho ta. Theo sát ta, mấy người đã mỏi mệt nhìn thấy bọn tiểu hắc đã biến mất cũng chỉ có thể cắn răng hành động. Huyền Minh Thánh Tử cũng trầm giọng nói, người có thương thế nghiêm trọng hoặc thiếu hụt tiên khí nhanh chóng dùng đan dược, sau khi bước qua cánh cửa. Trước mắt có một tòa đài cao hiện ra, đài cao này giống hệt như đài cao bên chỗ phương khung. Chẳng qua trên đài cao này không có quan tài, cũng không có thi thể chỉ có một bảo tọa to lớn hình dạng bảo tọa rất kỳ quái có cạnh thập phần sắc bén bảo tọa càng hướng lên trên liền càng bén nhọn giống như một thanh trường kiếm dựng thẳng mà ở trên bảo tọa không có vật gì khác chỉ có một thanh kiếm trôi lơ lửng kiếm dài ba thước giữa chui kiếm và lưỡi kiếm là kiếm cách kiếm cách tựa như một đám mây ở trung tâm thân kiếm có một đường vân màu xanh xuyên từ trên xuống dưới thanh kiếm này chỉ lẳng lặng lơ lửng trên bảo tọa không có phóng thích một chút khí tức nào trông chỉ như một thanh kiếm phàm tục được rèn đúc tinh tế, tỉ mỉ. Ngay cả đàm tông chiếu cũng nhíu mày nói, nhìn rất bình thường, chẳng lẽ đây là cơ duyên sao, thái tử cũng khó hiểu nói không thích hợp, hẳn là ẩn dấu huyền cơ, bằng không trong một gian mộ thất lớn như thế này không có khả năng chỉ bày mỗi thanh kiếm, do chúng ta chưa phát hiện huyền cơ mà thôi. Chỉ có cửu bạch lộ, khi nàng nhìn thấy thanh kiếm, đôi mắt liền lóe kim quang sau đó chuyển về phía dịp thu bạch, hơi sửng sốt. Còn dịp thu bạch, sau khi nhìn thấy thanh kiếm này hắn không rời mắt được lần đầu tiên nhìn hắn cũng cảm thấy thanh kiếm rất bình thường nhưng khi muốn dời mắt thì tiềm thức lại không muốn cho hắn dời thanh kiếm trong bình thường này lại có thể cộng hưởng với hắn giống như hắn đã từng sử dụng thanh kiếm này hắn bước về phía trước từng bước một tới gần thanh kiếm trên bảo tọa đàm tông chiếu và thái tử nhìn thấy sự khác thường của diệp thu bạch hơi sửng sốt vội vàng nhắc nhở diệp huynh cẩn thận không biết có nguy hiểm hay không, Diệp Thu Bạch lại không nghe thấy, giống như nhập ma, vẫn bước đều, mỗi bước đều giống nhau, ngay cả tiếng bước chân nặng nhẹ cũng không đổi. Tiểu Hắc khẽ nhíu mày, muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng Cửu Bạch Lộ lại nhẹ giọng nói, đừng quấy rầy hắn, đây là cơ duyên thuộc về hắn. Tiểu Hắc ngẩn người. Thái tử cũng khó hiểu hỏi, vì sao? Cửu Bạch Lộ thản nhiên nói, giữa hắn và thanh kiếm kia có nhân quả không thể cắt đứt. Đúng vậy, vừa rồi Cửu Bạch lộ sửng sốt là bởi vì nhìn thấy giữa Thanh kiếm kia và Diệp Thu Bạch có một sợi dây màu vàng kết nối. Đây chính là sợi dây nhân quả. Lời Cửu Bạch lộ nói khiến mọi người sửng sốt. Nhân quả, Lăng Mộ Thân Vương lưu lại từ trăm vạn năm trước, hơn nữa Đàm Tông Chiếu cũng biết Diệp Thu Bạch là người phàm nhân giới, làm sao có thể liên quan đến thế lực trên trăm vạn năm trước ở Hỗn Độn giới, khoảng cách thời gian và khoảng cách địa lý không khỏi quá mức gượng ép đi bất quá tu đạo giới không thiếu chuyện lạ cũng không phải không có khả năng mọi người tin lời cửu bạch lộ nói nhìn dịp thu bạch từng bước một đi về phía đài cao không nói gì nữa dịp thu bạch không chút trở ngại bước lên từng bậc thang tới trước bảo tọa nhìn thanh kiếm trước mắt dịp thu bạch giơ tay lên cầm lấy chui kiếm khoảnh khắc hắn cầm chui kiếm chui kiếm bắt đầu run rẩy ngay sau đó một cổ kiếm ý cực kỳ cường đại dọc theo bàn tay Diệp Thu Bạch xông vào trong thân thể, kiếm ý khổng lồ thậm chí không cho Diệp Thu Bạch cơ hội phản ứng. Trực tiếp đánh nát xương cánh tay phải của hắn, sau đó là xương ngực, thẳng đến tứ chi bách hài. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng xương cốt vỡ nát không ngừng vang lên. Sắc mặt Diệp Thu Bạch trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, muốn hét lên nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Thân thể yếu ớt như vậy, làm sao tiếp nhận bổn tọa trở về? một tiếng thở dài hư vô mờ mịt vang lên. Chỉ là vang vọng trong đầu Diệp Thu Bạch, những người khác không nghe được. Bổn tọa giúp ngươi trọng tố kiếm cốt, lời này vừa dứt, Diệp Thu Bạch vốn muốn chất vấn lại bị thống khổ kịch liệt ngăn chặn. Thời gian ba ngày trôi qua, Hoang Quân và Huyền Minh Thánh Tử cũng tiến vào nơi đây. Chẳng qua nhân số đã giảm một nửa so với ban đầu. Khi Hoang Quân cùng Huyền Minh Thánh Tử nhìn thấy Diệp Thu Bạch nắm lấy thanh kiếm trên đài cao, thân thể đang không ngừng phát ra tiếng răng rắc thì hơi sửng sốt. Rõ ràng Diệp Thu Bạch đang tiếp nhận truyền thừa. Hoang quân hừ lạnh nói, thế nào? Các ngươi định độc chiếm cơ duyên sao? Huyền Minh Thánh tử tiến lên nói, thật sự không định cho chúng ta uống một ngụm canh. Không thể chấp nhận, tiểu hắc trắng trước mặt Huyền Minh Thánh tử, còn Thái tử và Đàm Tông Chiếu thì trắng trước mặt Hoang quân. Ngươi muốn làm gì? Tiểu hắc hỏi. Huyền Minh Thánh tử cười nhạo một tiếng, Tự nhiên là muốn cắt ngang, bọn ta không thể tay không tới đây được. Tiểu Hắc gật đầu, tiến lên một bước. Lúc trước ở Yến Tiệp chúng ta còn thiếu một trận chiến, hiện tại giải quyết đi. Lúc này, mặc dù Diệp Thu Bạch vẫn đứng trước bảo tọa, nhưng toàn thân đã như một bãi bùn, gượng đứng bằng một tư thế vô cùng khó coi. Trong cơ thể cũng liên tục vang tiếng xương cốt vỡ ra. Trong tình huống hiện tại, tuyệt đối không thể bị quấy rầy chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra. Đàm Tông Chiếu và Thái tử cũng chẳng trước mặt Hoang Quân. Hoang Quân cười lạnh một tiếng, thế nào, Thái tử một thần triều và thiên kiêu của Hỗn Linh Học viện, một người không tập trung tinh lực vào tu luyện, một người còn chưa hoàn toàn trưởng thành, các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Thái tử đang ở thần đế cảnh đỉnh, dù sao luôn bận rộn với việc của thần triều nên thời gian tu luyện không nhiều lắm. Còn Đàm Tông Chiếu có thiên phú rất cao nhưng như Hoang Quân đã nói, Hắn còn chưa trưởng thành, mặc dù đã đột phá đến nửa bước tổ cảnh vẫn không phải là đối thủ của cường giả tổ cảnh như Hoang Quân. Lúc này, Cửu Bạch Lộ thản nhiên bước đến trước mặt Hoang Quân, không nói một lời, "Hoang Quân, được rồi, vậy thì có thể kéo dài thời gian." Đàm Tông Chiếu và Thái Tử nhìn nhau, chuyển mục tiêu sang Huyền Minh Thánh Tử và những người phía sau Hoang Quân. Cửu Bạch Lộ thản nhiên nói, "Không cần các ngươi, các ngươi ở bên cạnh chống đỡ dư ba." đừng để dư ba lan đến chỗ diệp thu bạch là được. Thái tử và đàm tông chiếu nhìn nhau cười khổ. Sao lời này như chê chúng ta là phế vật vậy, dù sao một người là thái tử, một người là thiên kiêu có thiên phú tuyệt đỉnh ở hỗn linh học viện. Đều là nhân vật có mặt mũi không nhỏ. Nói vậy là không nể mặt chúng ta nha, nhưng thấy toàn thân cửu bạch lộ bắt đầu phát ra kim quang, từng luồng nhân quả chi lực bắt đầu bùng nổ, thái tử và đàm tông chiếu quyết định không nói gì nữa, ngoan ngoãn lui sang một bên. Tiểu Hắc đứng trước mặt huyền minh thánh tử nghe vậy thì thầm nghĩ. Một nữ tử tốt như vậy, một sư huynh thật không biết trân trọng, đáng chết, sắc mặt hoang quân và những người khác cực kỳ khó coi. Đang xem thường bọn họ phải không, hoang quân lạnh lùng nói, cửu bạch lộ, đừng tưởng rằng thành công ngăn chặn ta ở chỗ đám tượng binh mã thì cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, lúc đó ta chỉ sợ bị trì hoãn thời gian không thể đến được cánh cửa đó mà thôi, Cửu Bạch Lộ không nói gì, chỉ tiếp tục ngưng tụ nhân quả chi lực. Nàng dùng hành động để chứng tỏ rằng mình thực sự coi thường thực lực của Hoang Quân. Hoang Quân nắm chặt hai tay, nghiến răng trực tiếp lao về phía Cửu Bạch Lộ, trận chiến giữa hai người lập tức bùng nổ. Còn bên kia, Huyền Minh Thánh Tử nhìn Tiểu Hắc cười lạnh nói, "Ta thừa nhận, huyết mạch của ngươi thực sự rất đặc biệt, nhưng chỉ cần ta nhanh chóng giết ngươi, hẳn là ngươi cũng không thể tự khôi phục đi." Huống hồ Ngươi cho rằng huyết mạch của ngươi có thể so sánh với ta sao? Ví dụ như Cửu Long thần triều sở hữu Long khí, còn Huyền Vũ thần triều thì sở hữu huyết mạch của thần thú Huyền Vũ, tương truyền, quân chủ khai quốc Huyền Vũ thần triều chính là dòng dõi trực hệ của Huyền Vũ tộc, hậu duệ. Của hắn đều thừa hưởng huyết mạch Huyền Vũ, Huyền Minh thánh tử càng thêm xuất chúng, kích hoạt huyết mạch cao giai của Huyền Vũ tộc, là biến chủng của Huyền Vũ, huyết mạch Huyền Minh không chỉ hoàn toàn kế thừa toàn bộ năng lực của huyết mạch Huyền Vũ mà còn bẩm sinh đã sở hữu kỹ năng triệu hoán huyền minh tiểu hắc nhếch miệng cười vậy thì ngươi cứ thử xem huyền minh thánh tử cười lạnh một tiếng trước tiên sẽ giải quyết ngươi sau đó đánh bại con rùa đục cổ kia để bạch lộ nhìn xem rốt cuộc ai mới là người nàng nên để ý nói xong liền xông về phía tiểu hắc hai cánh tay cùng hai chân của huyền minh thánh tử lại có một lớp vẫy đen nổi lên tiểu hắc cười khẩy một sự để e rằng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của hắn nếu một phù sinh phát huy toàn bộ ác chủ bài, e rằng bản thân Tiểu Hắc cũng không phải đối thủ, nhìn Huyền Minh Thánh tử xông đến gần. Trên người Tiểu Hắc lập tức xuất hiện chín loại hoa văn. Vạn cổ ma thể toàn lực triển khai, trong nháy mắt, dường như tất cả các loại lực lượng đều bùng nổ, không chỉ căn nguyên hỏa diễm, còn có băng, không gian, huyết mạch, long hồn, khí tức cường đại tràn ngập trong cơ thể Tiểu Hắc, tu luyện vạn cổ ma thể đến tầng thứ 9 tương đương với việc sở hữu một bộ quyền pháp nhưng bộ quyền pháp này chỉ có một quyền. Đó chính là hội tụ lực lượng của chính tầng, phớt lờ quy tắc chi lực bài xích mà dung hợp với nhau giống như công pháp thái sơ của lục trường sinh, theo một quyền đánh ra. Toàn bộ mộ thất đều rung chuyển, không gian xuất hiện gợn sóng. Ngay cả cửu bạch lộ và hoang quân cũng không nhịn được mà nhìn về phía tiểu hắc, có chút kinh ngạc. Lúc này, đôi nắm tay phủ đầy vảy đen của huyền minh thánh tử đã nện tới ngực tiểu hắc, tiểu hắc gầm một tiếng, nắm tay ngưng tụ sức mạnh của chính tầng vạn cổ ma thể nên đón. Hai nắm tay va chạm, ầm ầm, trong nháy mắt, từng trận tiếng răng tắt vang lên, không gian không chịu lực lượng khủng bố mà sinh ra vết rách. Khoảnh khắc hai nắm tay ca chạm, nụ cười kinh thường của huyền minh thánh tử chợt tắt. Hắn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng không thể chống cự, như bão táp điên cuồng ập đến, giống như núi lửa phun trào, các loại quy tắc chi lực cùng nhau bùng nổ, chỉ riêng lực xung kích đã trực tiếp đánh huyền minh thánh tử bay ra ngoài, thân thể hắn đập mạnh vào vách tường mộ thất. ầm ầm, cho bụi mù mịt bốc lên nhưng bức tường lại không hề tổn hại chút nào, thậm chí ngay cả lõm cũng không lõm. Tiểu Hắc nhìn huyền minh thánh tử từ đứng dậy trong bụi mù lại hơi nhíu mày. Bởi vì trên người hắn, thậm chí ngay cả trên đôi nắm đấm cũng không thấy có vết thương nặng. Chỉ là lớp vẫy trên đôi tay có chút máu tươi rỉ ra. Phải biết rằng hiện tại Tiểu Hắc đã đạt đến tổ cảnh sơ kỳ, cùng cảnh giới với huyền minh thánh tử. Tiểu Hắc giao đấu với người cùng cảnh giới, lúc nào mà chẳng phải nghiền ép đối phương chứ, một quyền đánh ra, đối phương đều chết hoặc bị trọng thương. Nhưng huyền minh thánh tử chỉ bị thương nhẹ, lúc này, thái tử ở bên cạnh nhắc nhở Hắc Huynh, huyền minh thánh tử có huyết mạch huyền vũ, mà huyền vũ tộc cường đại nhất ở phương diện phòng ngự, dưới sự tôi luyện của huyết mạch huyền vũ, thân thể và ngũ tạng lục phủ đều có năng lực phòng ngự cực mạnh. Nếu nói thân thể tiểu hắc sở hữu lực công kích cực hạn, thì thân thể huyền minh thánh tử chính là phòng ngự cực hạn. Lúc này huyền minh thánh tử nhìn tiểu hắc, sắc mặt âm trầm nói, lần đầu tiên chiến đấu cùng cảnh giới mà ta đổ máu, ngươi, là người đầu tiên làm được. Tiểu hắc vung tay, cười tuê tuết, ta còn tưởng ngươi không chịu nổi một đòn, xem ra cái mai rùa của ngươi cũng khá cứng, không đến nỗi khiến ta quá nhàm chán mai rùa huyền minh thánh tử giận quá hóa cười tiếp theo ngươi sẽ không còn cơ hội phá vỡ phòng ngự của ta nữa trong lục giới vốn có tứ đại thần thú tộc lần lượt là long phượng huyền vũ và bạch hổ chỉ là hiện nay chỉ còn bạch hổ tộc ẩn náu không ra ba tộc còn lại đều đã tuyệt diệt huyền vũ đại diện cho tộc có năng lực phòng ngự cường đại nhất cũng là tồn tại có khả năng phòng ngự hàng đầu trong tất cả các thần thú. Huyền Minh Thánh Tử nói ra lời này không tính là cuồng vọng. Khi Huyền Minh Thánh Tử vừa dứt lời, toàn thân hắn bỗng phát ra hắc quan. Một luồng khí tức cực kỳ nặng nề như lĩnh vực triển khai, trong lĩnh vực này, hắc quan dần dần trở nên đậm hơn, bắt đầu bao quanh tiểu hắc. Tiểu hắc thậm chí có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang trở nên ẩm ướt, xuất hiện từng giọt nước đen mang cho hắn cảm giác vô cùng nặng nề chúng trôi nổi lơ lửng quanh người tiểu hắc khiến cơ thể hắn nặng nề hơn không ít không chỉ vậy lúc này toàn thân huyền minh thánh tử đều được bao phủ bởi lớp vẫy đen nhánh những giọt nước đó ngưng tụ quanh thân huyền minh thánh tử có một mai rùa khổng lồ xuất hiện khí tức của huyền minh thánh tử cũng tăng vọt phải nói rằng thân là thánh tử của huyền vũ thần triều hắn vẫn có chỗ hơn người ngay cả thái tử cũng phải đánh giá huyền minh thánh tử cao hơn chút còn tiểu hắc lại thản nhiên nói chuẩn bị xong chưa huyền minh thánh tử cao mày sau đó cười gằn khuỵ người xuống hai chân gian rộng làm thủ thế tấn công kế tiếp ngươi sẽ không còn cùng vọng được nữa ta sẽ cho ngươi biết thân thể mà ngươi tự hào trước mặt ta chỉ là trò cười vừa dứt lời đầu gối của huyền minh thánh tử đột nhiên duỗi thẳng bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ trong huyền minh lĩnh vực từng giọt trọng thủy đen kịch ngưng tụ thành một cơn sóng dữ cuồn cuộn lao về phía tiểu H khi sóng lớn đến gần thân ảnh của huyền minh thánh tử liền xuất hiện trên cơn sóng dữ đạp sóng tấn công không dùng nắm đấm cũng không dùng chân cơ thể hắn co lại như một hài nhi mới sinh lao về phía tiểu hắc lúc này thân thể của huyền minh thánh tử được bao bọc trong trọng thủy đen kịch nặng nề lực đạo so với một quyền trước đó ít nhất gấp ba bốn lần tiểu hắc thấy vậy lực lượng từ chính loại hoa văn hội tụ vào nắm tay phải ngay sau đó hắn hung hăng tung một quyền mạnh mẽ đánh về phía huyền minh thánh tử đang lăn tới nắm tay nện mạnh vào thân thể của huyền minh thánh tử nhưng mà không giống như trước, sau khi va chạm với thân thể huyền minh thánh tử, tiểu hắc lại cảm nhận được đau đớn từ nắm tay truyền tới, như thể người huyền minh thánh tử có từng chiếc ca nhọn đâm xuyên qua nắm đấm của tiểu hắc, huyền minh thánh tử cũng lăn về phía sau nhưng nhanh lại điều chỉnh lại thân hình, như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục lăn về phía tiểu hắc, đứng một bên quan chiến, sắc mặt đàm tông chiếu không khỏi trở nên nghiêm trọng, nói hắc huynh, khi nắm tay của ngươi đánh vào người hắn, lực lượng đều bị phân tán ra lớp vẫy khắp người và cái mai rùa khổng lồ kia. Chỉ sợ những đòn tấn công thông thường sẽ không có tác dụng gì lời còn chưa dứt." Tiểu Hắc nhìn nắm tay đầy máu của mình, cười toe toét, "Đòn tấn công thông thường không có tác dụng sao? Chỉ là phân tán sức mạnh thôi, để ta xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu." Nói xong hắn chủ động lao về phía Huyền Minh Thánh tử đang lăn tới, lần này ma khí đen ngòm trời bắt đầu sôi trào, ngưng tụ thành hư ảnh ma thần sau lưng Tiểu Hắc. Khí huyết bắt đầu quấn quanh đôi nắm tay của Tiểu Hắc một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy dọc theo khí huyết trên nắm tay, huyết mạch cuốn quanh, huyết mạch sôi trào, không phải so đấu huyết mạch sao? Vậy thì xem xem huyết mạch của ai cường đại hơn. Tiểu Hắc cười gằn, tung một quyền vào thân thể đang lăn tới, đánh hắn bay ra ngoài lần nữa, nắm tay tiếp tục bị thương, máu thịt bê bét, nhưng Tiểu Hắc dường như không cảm thấy đau đớn, không đợi thân thể đang bay ngược của Huyền Minh Thánh Tử dừng lại, hắn nhanh chóng đuổi theo, trong hắn như hồng hoang mảnh thú xuất hiện phía trên thân thể đang lăn ngược, hai tay nắm chặt thành một cái trùy nện từ trên xuống. Thân thể vẫn còn đang bay ngược của huyền minh thánh tử như một viên đạn pháo bắn mạnh. Vào mặt đất, ầm ầm, tiếng nổ liên hồi vang lên không dứt trong huyền minh lĩnh vực, chiến đấu kịch liệt tới mức không gian vạn vẹo, xuất hiện vết rách. Huyền minh thánh tử cuộn tròn cơ thể như một quả bóng, liên tục bị tiểu hắc đánh tới đánh lui. Lúc này nắm tay của tiểu hắc đã lộ cả xương trắng héo, huyền minh thánh tử vừa lăn vừa cười lớn, quả là một kẻ lỗ mãng không đầu không óc, ngươi liên tục tấn công như vậy có tác dụng gì sao? Không thể làm tổn thương ta, ngược lại còn khiến bản thân bị thương, tiểu hắc cười gằn thật sự không thể tổn thương ngươi sao, ngay sau đó thân hình tiểu hắc lóe lên, một lần nữa xuất hiện trên đường lăng của huyền minh thánh tử, một tiếng gầm trầm đục từ cổ họng hắn phát ra, huyết mạch sôi trào mãnh liệt, một quyền lại một quyền đánh vào thân thể huyền minh thánh tử, bổ một quyền giáng xuống khiến nụ cười trên mặt huyền minh thánh tử tắt ngúm, sau một thoáng ngưng trệ, mặt hắn đỏ bừng lên rồi phun ra một mụn máu tươi. Thân thể cuộn tròn lúc này cũng duỗi thẳng đập thẳng vào tường mộ thất. Bức tường vẫn nguyên vẹn nhưng thân thể huyền minh thánh tử lại như dính chặt vào đó, nhất thời không rơi xuống, đánh người như treo tranh. Thái tử và đàm tông chiếu cũng không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, lúc này từ lớp vảy đen ngòm trên khắp người huyền minh thánh tử bắt đầu có máu tươi chảy xuôi, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ thân thể huyền minh thánh tử. Khù! Huyền minh thánh tử lại ho ra một ngụm máu, mở to đôi mắt đỏ lòng nhìn chầm chầm tiểu hắc hoảng sợ nói ngươi làm như thế nào tiểu hắc liếc nhìn nắm tay gần như nát bấy của mình đang nhanh chóng hồi phục rồi ngẩng đầu lạnh nhạt nói bất kỳ sự vật nào cũng có một giới hạn thừa nhận chỉ cần đạt đến giới hạn đó thì sẽ vỡ ngay cả phòng ngự tuyệt đối cũng không ngoại lệ theo ta thấy tiểu hắc đột nhiên nhếch miệng cười trong mắt tràn đầy sự mỉa mai ngươi chỉ cứng hơn mai rùa bình thường một chút mà thôi đúng vậy mỗi một quyền của tiểu hắc đều vô tình làm hỏng lớp vẫy phòng ngự của huyền minh thánh tử giống như một bộ giáp có tính phòng ngự cao, dù cấp độ có cao đến đâu mà chịu tấn công liên tục với cường độ lớn thì tính phòng ngự cũng sẽ giảm. Nước chảy đá mòn, đúng vậy, nhưng nắm đấm của Tiểu Hắc không phải nước. Huyền Minh Thánh tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Hắc, sát khí trong mắt như muốn trào ra. Những kẻ dám nhục mà huyết mạch Huyền Vũ đều đã trở thành một cái xác. Tiểu Hắc gật đầu, ta chờ. Huyền Minh Thánh tử từ trên tường rơi xuống, hai tay kết ấn những giọt nước đen ngòm trong lĩnh vực huyền minh bắt đầu có dị động những giọt nước đen kịch bắt đầu ngưng tụ huyền minh thánh tử kết ấn bằng cả hai tay một luồng khí tức to lớn và nặng nề ngưng tụ trước người hắn huyền minh triệu hoáng theo tiếng cầm giận dữ của huyền minh thánh tử khí tức và những giọt trọng thủy bắt đầu ngưng tụ có một bóng hình khổng lồ từ từ hiện tộc theo bóng hình càng thêm rõ nét một thất bị bầu không khí nặng nề bao trùm thân thể của thái tử và đàn tông chiếu cũng đột ngột chùm xuống hoang quân hơi kinh hãi hắn đang bị cửu bạch lộ áp chế quay đầu nhìn về phía huyền minh thánh tử lực lượng thế này e rằng ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng đối phó chỉ có cửu bạch lộ vẫn như cũ thoải mái nhẹ nhàng theo bóng hình càng thêm rõ nét các cốc cạnh dần dần được phát họa chiếc mai khổng lồ bao quanh huyền minh thánh tử bay ra rơi vào lưng quái vật khổng lồ vừa xuất hiện khi cả hai dung hợp sắc mặt huyền minh thánh tử tái đi hắn quỳ một chân lớn tiếng nói, cung nghênh huyền vũ giáng lâm, vừa dứt lời, toàn bộ một thất bắt đầu rung chuyển, có từng luồng khí tức từ trên thân huyền vũ tản ra xung quanh. Thế vậy, thái tử và đàm tông chiếu kinh hải, lập tức xuất hiện trước bảo tọa thi triển lá chắn ngăn cản khí tức này, tránh ảnh hưởng đến dịp thu bạch. Thân hình khổng lồ có vảy đen bao phủ, chỉ cần đứng trong không gian này thôi cũng có thể khiến tất cả những người có mặt cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Ngay cả tiểu hắc cũng không khỏi nở một nụ cười phấn khích có thể khiến tiểu hắc nở nụ cười như vậy. Một là đánh sảng khoái, hai là cảm thấy lần này có thể đánh sảng khoái. Lúc này, cái đầu giống như một ngọn núi nhỏ của huyền vũ từ từ cúi xuống, đôi mắt già nuôi nhìn về phía tiểu hắc, một cổ áp lực khổng đề lên cơ thể tiểu hắc, áp lực này giống như trọng lực khiến cơ thể tiểu hắc đột nhiên khủy xuống. Cùng lúc đó, khi cơ thể tiểu hắc khủy xuống, một bóng đen bao phủ lấy tiểu hắc. Mặt tiểu hắc ngưng trọng, không đứng thẳng người dậy mà cúi sâu xuống rồi lao về phía trước. Sau khi tiểu hắc lao ra, ở vị trí hắn vừa đứng có cho bụi bốc lên mù mịt, một cái chân khổng lồ như trụ trời dẫm xuống tạo ra cuồng phong, cuồng phong thổi tiểu hắc bay ra xa. Ha 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 ha, lúc này, khí tức của huyền minh thánh tử suy yếu, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Rõ ràng, việc triệu hoán huyền vũ khiến hắn tiêu hao rất nhiều. Đánh đi. Ngươi tiếp tục đánh đi. Không phải thích đỏ sức trực diện sao? Sao lúc này lại né tránh? Trên mặt Huyền Minh Thánh Tử lộ ra nụ cười điên cuồng, khoảng cách giữa huyết mạch há là thứ mà phàm phu tục tử như ngươi có thể bù đắp được. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa Huyền Minh Thánh Tử và Huyền Vũ to lớn kia có một sợi tơ máu nối kết. Huyền Vũ đang không ngừng hấp thụ lực lượng huyết mạch của Huyền Minh Thánh Tử, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Tiểu Hắc đột nhiên cười lạnh. Sắc mặt Huyền Minh Thánh Tử cứng đờ vừa định chỉ huy huyền vũ tiếp tục tấn công thì thấy tiểu hắc nở nụ cười dữ tợn nhưng mà ta cũng không định kéo dài đến lúc lực lượng huyết mạch của ngươi cạn kiệt nói xong từ trong thân thể tiểu hắc có ma khí bùng nổ ma khí xông thẳng lên cao ngưng tụ thành một hư ảnh ma thần nhìn thấy cảnh này huyền minh thánh tử cười khẩy muốn so đấu huyết mạch sao không biết lượng sức mình nhưng mà vừa dứt lời thì nụ cười trên mặt huyền minh thánh tử cứng lại chỉ thấy trên có vô số sợi tơ khí huyết quấn quanh hư ảnh ma thần cùng lúc đó một chiếc cơn lốc màu đen khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hư ảnh ma thần. Những sợi tơ màu máu cũng bắt đầu sôi trào. Huyết mạch thánh ma toàn diện bùng nổ trong khoảnh khắc này. Khí huyết như thượng vị giả được bộc lộ không chút giấu giếm. Chỉ thấy hư ảnh ma thần cúi đầu nhìn xuống Huyền Minh Thánh Tử. Huyền Minh Thánh Tử cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình đang rên rỉ, như thể đang sợ hãi. Ngay cả đôi mắt của Huyền Vũ cũng mang theo vẻ ngưng trọng khi nhìn thấy hư ảnh ma thần nhưng ánh mắt của nó lại chú ý đến lốc xoáy màu đen nhiều hơn. Sao có thể như vậy được? Huyền Minh Thánh tử ngẩn đầu nhìn hư ảnh ma thần, đồng tử co rụt. Bản thân hắn mang huyết mạch huyền vũ cao quý, còn là huyết mạch huyền vũ cao giai, phóng mắt khắp toàn bộ thiên cơ đại lục, có bao nhiêu người có huyết mạch sánh ngang với huyết mạch cao quý của hắn đây, nhưng mà bây giờ đối mặt với lực lượng huyết mạch mà tiểu hắc bột phát hắn lại phát hiện mình sai lầm. Huyết mạch của hắn đang run rẩy, đang sợ hãi trước huyết mạch khác ngay cả bản thân huyền minh thánh tử cũng không nghiện được muốn cúi đầu xưng thần với hư ảnh ma thần hai đầu gối không ngừng cong rồi lại duỗi thẳng đây là bản năng huyết mạch và ý thức của hắn đang không ngừng phản kháng thái tử và đàm tông chiếu nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc không thôi mặc dù bọn họ đã biết tiểu hắc sở hữu huyết mạch thánh ma nhưng bây giờ bọn họ mới biết tiểu hắc đã khai phá huyết mạch thánh ma đến mức độ này thật ra khai phá đến mức này cũng nhờ vào chính đạo long hồn long hồn không chỉ cường hóa thân thể của tiểu hắc khiến vạn cổ ma thể bước vào tầng thứ 9 mà còn cường hóa huyết mạch của tiểu hắc ở một mức độ nhất định. Ngươi, rốt cuộc là ai? Đôi môi tái nhật của huyền minh thánh tử mấp máy. Tiểu hắc không trả lời câu hỏi của huyền minh thánh tử, thậm chí còn không thèm nhìn hắn mà ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào hư ảnh huyền vũ khổng lồ, cười nói không biết con rùa này có thể chịu được một kích toàn lực của ta bây giờ không? Hy vọng ngươi có thể chịu đòn một chút, để ta xem giới hạn hiện tại của mình ở đâu. Nói xong, tiểu hắc giơ nắm tay lên. Hư ảnh ma thần sau lưng cũng đồng thời giơ nắm tay lên. Cơn lốc màu đen bắt đầu xoay tròn mãnh liệt, năng lực huyết mạch cộng thêm lực lượng từ vạn cổ ma thể. Khi cơn lốc xoay tròn mãnh liệt, nắm tay phải của Tiểu Hắc bắt đầu phát ra tiếng "rắc rắc", chỉ có điều lần này xương cốt của Tiểu Hắc không bị vỡ vụn, chỉ có gân xanh không ngừng nổi lên trên thân thể. Tiểu Hắc tung một quyền về phía hư ảnh Huyền Vũ, hư ảnh ma thần sau lưng cũng vung nắm tay to lớn, "Ma Lâm, phá thiên!" lực lượng thân thể vượt qua tổ cảnh sơ bùng nổ vào lúc này, không gian vặn vẹo, xuất hiện vết rách khi nắm tay lướt qua. Quyền kình to lớn khiến huyền vũ hơi nghiêng đầu trước khi nắm tay đập tới. Khi nắm tay của hư ảnh ma thần rơi xuống cái mai khổng lồ của huyền vũ. Mọi âm thanh trong một thất như bị xóa sạch, bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong một khắc. Sau đó là một tiếng, rắc, rồi tiếng nổ lớn vang vọng khắp toàn bộ mộ thất. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người cái mai khổng lồ của huyền vũ bắt đầu nứt ra, chỉ một quyền đã đánh nát tan cái mai to lớn, kiên cố của huyền vũ được mệnh danh là phòng ngự tuyệt đối, huyền minh thánh tử lập tức phun một nguồn máu tươi, ngất ngay tại chỗ, nhưng sau khi hắn ngất đi, có một luồng hắc quan bao quanh thân thể, khi hắc quan tiêu tán thì huyền minh thánh tử cũng biến mất. Còn hư ảnh huyền vũ trước khi biến mất vẫn nhìn chầm chầm tiểu hắc, trong đôi mắt tràn ngập phức tạp, kinh sợ, hư ảnh ma thần sau lưng tiểu hắc cũng dần tan biến, Toàn bộ lực lượng còn sót lại đều trở về cơ thể. Sau khi tung ra một đòn toàn lực này, sắc mặt Tiểu Hắc cũng không tốt lắm, cánh tay phải đầy máu. Nhưng lại không giống như trước đó, cánh tay phải vỡ vụn, trực tiếp ngã xuống, Tiểu Hắc nhìn về hướng Huyền Minh Thánh tử biến mất, cười lạnh một tiếng, chạy rất nhanh, Đàm Tông chiếu đi đến bên cạnh Tiểu Hắc, đưa ra một viên đan dược nói, là thánh tử của Huyền Vũ thần triều, người mang huyết mạch Huyền Vũ mười mấy vạn năm mới xuất hiện một lần. Đương nhiên có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, có thể thoát khỏi lăng mộ của thân vương cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì cũng là hoàng thất một trong ba đại thần triều ở thiên cơ, hùng cứ thiên cơ đại lục hàng chục vạn năm, nền tảng tự nhiên rất hùng hậu. Lúc này Hoang Quân và những người còn lại đều quỳ một gối trên mặt đất, ôm vết thương thở hổn hển nhìn Cửu Bạch Lộ như tiên nữ. Sắc mặt bọn hắn vô cùng khó coi. Hoang Quân không ngờ rằng không chỉ mình hắn không phải là đối thủ của Cửu Bạch Lộ ngay cả khi cộng thêm tất cả những người khác cũng không đủ để cửu bạch lộ đánh lực lượng huyền diệu mà nàng thi triển quá kinh khủng hoang quân và những người khác căn bản không có cách nào chống lại chỉ có thể bị động chịu đánh bây giờ hắn và những người khác đều bị thương nặng còn cửu bạch lộ vẫn bình thản như ban đầu trên người không hề có một vết thương khí tức bình ổn giống như không có chuyện gì xảy ra khoảng cách giữa hai bên không chỉ một chút cửu bạch lộ nhìn nhà nhạt về phía đám người hoang quân nói thế nào còn muốn đánh nữa không Hoàng quân xá mặt không trả lời. Nhưng người sau lưng hắn lại thay hắn trả lời. Không đánh nữa, không đánh nữa, hoàng quân không phản bác, tự nhiên cũng cùng ý nghĩ. Cử bạch lộ gật đầu nói nếu đã như vậy thì cứ đứng im một bên quan sát, nếu còn dám dị động thì các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Những người đó vội vàng gật đầu. Sắc mặt hoang quân trông vô cùng khó coi, hắn chưa bao giờ bị một nữ đe dọa đồng thời trong lòng cũng kinh ngạc vì thực lực của cửu bạch lộ hoàng nữ cửu long thần triều hiếm khi lộ diện bên ngoài được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân hỗn độn giới vô số người cho rằng nàng chỉ là một bình hoa bây giờ xem ra không có mấy người biết thiên phú và thực lực kinh người của nàng thế vậy cửu bạch lộ cũng xoay người không nhìn bọn họ nữa ánh mắt về phía dịp thu bạch trên đài cao tiểu hát thái tử và đàm tông chiếu cũng ngưng trọng nhìn về phía dịp thu bạch lúc này Diệp Thu Bạch trên đài cao đã không còn mềm nhũn như một bãi bùn, không có xương cốt chống đỡ, lúc này hắn đứng thẳng lưng, tay nắm chặt chui kiếm. Không biết tiếng kêu thảm thiết trước đó đã dừng lại từ bao giờ. Xem ra đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất rồi. Phỏng chừng đang tiếp nhận truyền thừa. Hơn nữa lúc này khí tức Diệp Thu Bạch cũng có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể có kiếm khí không ngừng phun trào, tựa như từng tấc trên cơ thể đều trở thành kiếm vậy. Kiếm cốt đã thành. Cửu Bạch Lộ đột nhiên lên tiếng. Không chỉ Thái Tử và Đàm Tông Chiếu, ngay cả hoang quân phía sau cũng biến sắc. Thấy Tiểu Hắc có chút mơ hồ, Cửu Bạch Lộ lên tiếng giải thích cổ tịch ghi chép, ở hỗn độn giới này chỉ có Thanh Vân Kiếm Chủ trăm vạn năm trước thành tựu kiếm cốt. Thanh Vân Kiếm Chủ, Thái Tử Thất Thanh, vị nhiếp chính vương của hỗn độn thần triều lúc đó sao? Thanh Vân Kiếm Chủ mà ngay cả hỗn độn thần triều thiên tử cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Đàm Tông Chiếu tiếp lời, ngưng trọng nói người đứng ở đỉnh phong kiếm đạo từ trước đến nay chẳng lẽ thanh kiếm này ẩn chứa truyền thừa của thanh vân kiếm chủ hoang quân nghe xong hai mắt đỏ ngầu đó chính là truyền thừa của thanh vân kiếm chủ lòng tham lam bắt đầu sôi sục cửu bạch lộ dường như nhận ra liếc mắt nhìn hoang quân một cái hoang quân lập tức đè nén tham vọng tiểu hát nghe xong nhíu mày thanh vân kiếm chủ dường như hắn từng nghe sư huynh nhắc đến cái tên này hơn nữa lúc đó đã đạt được một phần truyền thừa của Thanh Vân kiếm chủ ở Thiên Kiếm Phong thuộc Trung Vĩ độ phàm nhân giới. Không ngờ Thanh Vân kiếm chủ này lại là người hỗn độn giới, có phải khoảng cách hơi lớn không? Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng liên quan đến kế hoạch của người phía sau màn Cửu Bạch Lộ lắc đầu nói, kiếm cốt yêu cầu thiên phú thể chất, không phải cứ tiếp nhận truyền thừa là có thể thành tựu. Có thể thành tựu kiếm cốt cũng nhờ thiên phú kinh thế của Diệp Thu Bạch. Mọi người gật đầu, lúc này Đàm Tông chiếu khó hiểu nói, không phải thanh vân kiếm chủ là nhiếp chính vương của hỗn độn thần triều địa vị cao quý như vậy tại sao lại đặt truyền thừa ở trong lăng mộ của một thân vương nho nhỏ chẳng lẽ thanh vân kiếm chủ có liên quan đến lăng mộ của vị thân vương này nghe đến đây tiểu hát càng chắc chắn với suy đoán của mình cửu bạch lộ thì lắc đầu nói chuyện này ta không biết rồi bất quá tương truyền trước khi thanh vân kiếm chủ biến mất đã chia truyền thừa của mình thành bốn phần e rằng đây là một trong số đó thái tử gật đầu như vậy Diệp Huynh đã gặp được cơ duyên kinh thiên, kiếm cốt thành, sau này kiếm đạo chi sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, kiếm cốt là thứ mà tất cả kiếm tu đều theo đuổi, không giống với kiếm ý, cũng không giống với cảm ngộ trên phương diện kiếm đạo. Kiếm cốt hoàn toàn dựa vào thiên phú và thể chất. Thiên phú không đủ, thể chất không hợp. Đều không thể thành tựu kiếm cốt, nhưng bên ngoài cũng có một loại thuyết pháp khác, đó chính là kế ghép, cho nên trăm vạn năm qua vẫn luôn có vô số kiếm tu tìm kiếm thi thể của thanh vân kiếm chủ, dù sao đã mất tích trăm vạn năm, bọn hắn đều cho rằng Thanh Vân kiếm chủ đã ngã xuống. Vì vậy mới muốn tìm và cấy ghép kiếm cốt từ cơ thể Thanh Vân kiếm chủ vào trong cơ thể mình. Sắc mặt đàm tông triệu trở nên ngưng trọng. E rằng Diệp Huynh sẽ bị vô số kiếm tu để mắt tới. Thái tử cũng nói, huống hồ nơi này là hỗn độn giới, cửu bạch lộ nhìn Diệp Thu Bạch không nói gì. Nàng có thể nhìn thấy một ít nhân quả trên người Diệp Thu Bạch. Nhưng rất kỳ quái, Hắn là một người có đại nhân quả, nhưng trong nhân quả màu vàng lại xen lẫn một mảnh hắc ám. Điều này đại biểu cho tử cơ sở hữu đại nhân quả nhưng lại kèm theo tử cơ to lớn, chuyện này quá mâu thuẫn. Cửu Bạch Lộ chưa từng thấy qua nhân quả tuyến thế này, lúc này trong thức hải của Diệp Thu Bạch có một bóng người mờ ảo không nhìn rõ gương mặt xuất hiện. Ngươi là ai? Diệp Thu Bạch cũng chú ý đến bóng người này bóng người vừa xuất hiện trong thức hải thì kiếm ý cuồn cuộn trong cơ thể Diệp Thu Bạch đột ngột dừng vận chuyển. Chẳng phải ngươi đang tìm ta sao, một giọng nói hư ảo vang vọng khắp thức hải. Diệp Thu Bạch hơi sửng sốt, rồi thốt lên, thanh vân kiếm chủ, đúng vậy, luồng tàn hồn này của ta không thể tồn tại được bao lâu, ta cần phải dặn dò ngươi, đã thành tựu kiếm cốt, e rằng sau này ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền phức, sẽ có vô số kiếm tu muốn giết ngươi để lấy kiếm cốt trong cơ thể ngươi ra đồng thời ba phần truyền thừa còn lại của ta cũng nằm rải rác ở hỗn độn giới này vị trí cụ thể cần ngươi phải tự mình tìm kiếm sau khi có được lệnh bài tự khắc sẽ có khí tức dẫn đường ngươi cần phải nhanh chóng tìm cho ra tất nhiên vì truyền thừa đầu tiên đã xuất hiện nên ba truyền thừa còn lại cũng sẽ dần dần xuất hiện hy vọng ngươi có thể tranh đoạt qua tay vô số kiếm tu ừ nói đến đây là hết ngươi có vấn đề gì muốn hỏi không dịp thu bạch gật đầu hỏi ta và hỗn nguyên kiếm chủ là kết quả sau khi thần hồn của ngươi phân liệt sao? Thanh vân kiếm chủ nhàn nhạt nói, đúng mà cũng không đúng, chỉ là sử dụng bí pháp để phân liệt thần hồn và tái sinh. Nói chính xác thì ta thuộc về kiếp trước của ngươi và hỗn nguyên kiếm chủ. Vậy sau khi thần hồn dung hợp, ai sẽ chủ đạo ý thức? Là ta hay là hỗn nguyên kiếm chủ, hay là ngươi mượn cơ hội này để chuyển thế tái sinh? Đây mới là chủ đề mà Diệp Thu Bạch quan tâm nhất nhưng thanh vân kiếm chủ không hề che giấu trực tiếp nói tất nhiên là ta tái sinh lúc đầu sử dụng bí pháp này là vì kiếm đạo của ta đã đạt đến bình cảnh muốn phá vỡ bình cảnh chỉ có thể làm như vậy tất nhiên điều này cũng cần thiên phú và thể chất của hai ngươi không ngừng trưởng thành sau đó hai ngươi dung hợp mới có thể giúp ta phá cục diệp thu bạch cười nói vậy nếu ta và hỗn nguyên kiếm chủ đều không muốn như vậy thì sao chỉ cần chúng ta không chủ động dung hợp thần hồn e rằng ngay cả tiền bối cũng không làm gì được chứ, đương nhiên. Thanh Vân kiếm chủ nhàn nhạt nói, hơn nữa dung hợp thần hồn còn cần phải có bí pháp. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi rằng, nhân quả là thứ ngươi không thể cắt đứt, ngay cả ta cũng vậy. Nhân quả, lại là nhân quả. Diệp Thu Bạch nói, chúng ta cùng chờ xem. Bóng dáng Thanh Vân kiếm chủ dần dần tiêu tán. Chúc ngươi thành công. Khi Thanh Vân kiếm chủ biến mất, bước cùng của quá trình đúc thành kiếm cốt cũng kết thúc, lúc này, khí tức của Diệp Thu Bạch bắt đầu tăng vọt, kiếm ý cuồn cuộn tràn ra, kiếm vực tự động bao phủ toàn bộ mộ thất, cảnh giới không ngoài dự đoán, bắt đầu tăng lên. Đạo cơ vốn đã vững chắc đến cực điểm phát huy tác dụng vào thời điểm này. Cảnh giới trực tiếp từ thần đế cảnh trung kỳ đột phá đến thần đế cảnh hậu kỳ. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục tăng lên đến thần đế cảnh đỉnh phong, cho đến khi đạt đến nửa bước tổ cảnh mới dừng lại, thái tử cũng kinh ngạc nói đạo cơ vững chắc như vậy liên tiếp đột phá mấy tiểu cảnh giới mà không hề trì trệ chút nào tiểu hắc ở bên cạnh cười nói đại sư huynh không phải là người có cảnh giới cao nhất trong trong chúng ta nhưng đạo cơ của hắn thì vững chắc nhất mỗi lần sắp đột phá cảnh giới hắn đều không ngừng áp chế không cầu đột phá chỉ cầu vững chắc áp chế cảnh giới lâu dài như vậy mà vẫn đột phá đến nửa bước tổ cảnh có thể thấy được kiếm cốt đã giúp dịp thu bạch tăng lên nhiều thế nào Lúc này Diệp Thu Bạch cũng mở mắt ra, hắn nhìn thanh kiếm trong tay, thanh kiếm này tên là Vân Thương, là một thanh kiếm có cấp bậc bán thần. Khi Diệp Thu Bạch thu Vân Thương kiếm lại, bảo tọa đột nhiên phát ra kiếm ý vô tận, mọi người ngây ngẩn nhìn bảo tọa bắt đầu phân giải. Cuối cùng hóa thành một khối lệnh bài lơ lửng trước mắt Diệp Thu Bạch. Trên lệnh bài có khắc hai chữ thanh vân, Diệp Thu Bạch thu nó lại trước ánh mắt tham lam của đám người hoang quân. Lệnh bài này là vật mà Thanh Vân kiếm chủ nói có thể cảm ứng được ba nơi truyền thừa khác. Sau đó cánh cửa phía sau mộ thất cũng mở ra. Diệp Thu Bạch từ trên đài cao đi xuống, đưa mắt nhìn về phía Cửu Bạch Lộ và những người khác, chắp tay nói, "Đa tạ các vị, ta nợ các vị một ân tình." Thái tử khoát tay cười nói, "Chỉ là truyền thừa này không thích hợp với chúng ta, nếu thích hợp thì không chừng ta còn phải tranh giành với ngươi một trận đó." Diệp Thu Bạch cười nói, sau này nếu có thứ thích hợp với thái tử diệp mổ cũng sẽ hết lòng giúp đỡ đàm tông chiếu ở bên cạnh nói được rồi tranh thủ thời gian tiếp tục tiến lên cũng không biết những người khác đã đến nơi nào rồi thái tử suy đoán theo cấu trúc mộ thất vị trí của chúng ta hẳn là một trong hai mộ thất trái phải ở giữa còn có một đoạn mộ đạo dài đi hết mộ đạo sẽ đến mộ thất chính mộ thất trái phải đều trộn người bồi tán đồng thời nhân vật bồi tán cũng phải là nhân vật quan trọng của thân vương quốc cửu bạch lộ cũng suy đoán không biết thân vương này có địa vị như thế nào ở hỗn độn thần triều nếu địa vị cao hơn thân vương bình thường có lẽ sẽ có hộ lăng giám nghe đến ba chữ hộ lăng giám thái tử và đàm tông chiếu đều biến sắc hộ lăng giám theo nghĩa đen là bảo vệ lăng mộ không để bị trộm và phá hoại thông thường lăng mộ có địa vị tương đối cao đều sẽ có hộ lăng giám tồn tại nếu có e rằng cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Nói chung, hộ lăng dám thường ở trước mộ thất chính. Bất kể thế nào, cứ đi trước đã. Tiểu Hắc cũng không quan tâm có nguy hiểm gì, đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh thì càng tốt, nhìn thấy Tiểu Hắc dẫn đầu lao vào cánh cửa, Đàm Tông Chiếu và những người khác nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi vội vàng đuổi theo. Hoang quân và những người phía sau cũng đã khôi phục không ít. Một người hoang binh đoàn hỏi, quân ca kế tiếp chúng ta phải làm sao? Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ, hoang quân nhìn bóng lưng mấy người khuất dần, sắc mặt khó coi. Tránh xung đột trực diện, xem có cơ hội hay không, chỉ cần bọn hắn rơi vào bẫy thì chúng ta sẽ có hội ra tay, mọi người đều gật đầu. Đây cũng là cách duy nhất trong tình huống hiện tại. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Ngoan ngoãn theo sau không làm gì, ngay cả chút nước canh cũng không có mà hút, đi theo trước đã, bên ngoài lúc này cường giả các tông phái đều ẩn nút trong sa mạc chăm chú giám sát lăng mộ khổng lồ trước mặt đột nhiên có một luồng ánh sáng mờ ảo từ bên trong phóng lên mọi người đều sửng sốt chỉ có những người của huyền vũ thần triều có biểu cảm khó coi lập tức rút lui bọn họ biết đó là bảo vật mà huyền minh thánh tử sử dụng để truyền tống ra ngoài khi gặp nguy hiểm đến tính mạng mọi người thấy vậy đều kinh ngạc huyền minh thánh tử lại có bảo vật như vậy phải biết rằng bọn họ chỉ có hồn bài để theo dõi tình hình. Hiện tại đã có rất nhiều hồn bài đã vỡ. Đại trưởng lão nhìn cảnh này, liếc người bên cạnh, nói, hồn bài của người bên chúng ta có vỡ không? Người bên cạnh thở vào nhẹ nhõm nói, vỡ một cái, là của Hà Tùng. Đại trưởng lão tối mặt, gật đầu nói, truyền tin tức về tình hình hiện tại cho học viện. Người trong hỗn linh học viện nhanh chóng biết được tin tức này mặc dù có thể xem là thế lực có tình huống hiện tại tốt nhất trong tất cả các thế lực tham dự, nhưng vẫn có một đệ tử thân truyền tử trận. Mất bất kỳ một đệ tử thân truyền nào đối với hỗn linh học viện mà nói cũng là tổn thất vô cùng lớn. Lúc này, ở tiểu viện chữ thiên số 1, xung quanh tiểu viện đã được phủ đầy phù triện phòng ngự, người bên ngoài nhìn vào đều có thể thấy từng lớp lá trắng dày đặc giống như mai rùa vậy, sau đó sẽ thấy mấy chữ lớn được dán ở cửa. Đang bế quan, xin đừng làm phiền. Điều này khiến những người đi ngang qua không khỏi vội vàng tránh đi, trong lòng những người đó không khỏi nghĩ, đang tu luyện thứ gì mà lại bố trí phòng ngự dày đặc như vậy trong học viện chứ? Nhưng bọn họ lại không biết rằng, người duy nhất trong tiểu viện chữ Thiên số 1 không hề tu luyện, cũng không có bế quan xung kích cảnh giới, mà là đang nhốt mình trong phòng, dùng một phù triện giám sát để giám sát mọi động tĩnh bên ngoài, sắc mặt vô cùng ngưng trọng đôi mắt liếc ngang liếc dọc giống như một tên trộm, một phụ sinh nở nụ cười như người mắc chứng thần kinh, cười khúc khích nói, nhưng quả sao, hừ hừ, chỉ cần ta không ra khỏi cửa thì không ai có thể bắt ta ra ngoài được. Trừ khi có một cường giả mạnh mẽ kéo ta đi, nhưng khả năng này gần như không có nha. Không đúng, nói đến đây, một phụ sinh đột nhiên sửng sốt. Gần như không có, gần như, một phụ sinh vỗ tay thật mạnh, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Lớn tiếng kêu lên, chẳng phải vẫn còn khả năng rất rất nhỏ sao? Không được không được. Ngay sau đó, một phù sinh lại bắt đầu bày bùa xung quanh, thậm chí còn ẩn giấu cả thân hình và hơi thở của mình. Trốn trong góc một căn phòng phụ. Như vậy thì ổn rồi chứ, lúc này, trong hình ảnh bên ngoài do bùa chiếu hình chiếu ra, truyền đến một số tiếng bàn tán thu hút sự chú ý của một phù sinh. Nghe nói hồn bài của Hà Tùng đệ tử thân truyền của lục trưởng lão đã vỡ rồi sư huynh hà tùng chính là đệ tử được lục trưởng lão coi trọng nhất thiên phú cực cao tiền đồ vô lượng không ngờ lại tử trận ở hoang mạc không còn cách nào khác tình hình hiện tại đã xem như may mắn rồi phải biết rằng đó là lăng mộ của thân vương hỗn độn thần triều bên trong đó có biết bao nguy hiểm huống hồ tất cả các thế lực ở hoang mạc đều cử người tiến vào cùng với các thiên kiêu từ thế lực bên ngoài ừ coi như ổn Nghe nói các thể lực khác còn tổn thất nặng nề hơn chúng ta. Chỉ tiếp cho Hà Tùng sư huynh, một phụ sinh nghe đến đây cũng thở vào nhẹ nhõm, xem ra mấy người đại sư huynh vẫn ổn. Nhưng mà, bên trong có rất nhiều nguy hiểm, e rằng mấy người đại sư huynh cũng sẽ gặp nguy cơ to lớn. Sắc mặt một phụ sinh dần trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó hắn đột nhiên giật mình. Không được không được, không thể có suy nghĩ như vậy, có suy nghĩ như vậy thì phải đi mất một phụ sinh vội vàng lắc đầu huống hồ mấy người đại sư huynh cũng có ác chủ bài một khi không thể ứng phó cũng sẽ sử dụng ngọc bội do sư tôn chế tạo để liên lạc với sư tôn hắn không tin rằng lăng mộ thân vương có thể ngăn cách truyền âm ngọc bội do sư tôn chế tạo nghĩ đến đây một phụ sinh mới gật đầu ừ ổn rồi tiếp tục thu mình lại lúc này bên trong lăng mộ thân vương sau khi đi qua một mộ đạo dài trải qua vài đợt tấn công của ma thú loại trùng tất cả mọi người đều tụ họp trong một gian mộ thất trông vô cùng nghiêm trang gian mộ thất này tràn ngập quy tắc chi lực nơi đây không có quan tài cũng không có đài cao phong ấn gì hết chỉ có một pho tượng đứng trước một cánh cửa pho tượng là một nam tử thân khoác vũ y đầu đội kim quan tay cầm một cây bút lông cây bút lông này không phải điêu khắc mà là một cây bút thật quy tắc chi lực trong gian mộ thất đang xoay quanh cây bút lông xem ra cây bút lông này chính là phù bút bán thần cấp. Phương Khung đã hội hợp với Diệp Thu Bạch và những người khác, bỗng nói. Thạch sinh cũng cười gãi đầu, vậy thì mang nó về cho một sự đệ đi. Tuy nhiên hầu hết những người có mặt nơi đây đều đang nhắm tới phù bút này. Mặc dù có rất ít phù sư, nhưng cho dù không phải phù sư thì đây cũng là bảo vật cấp bán thần, cực kỳ có sức hấp dẫn. Hơn nữa, phù bút hay lò đang cấp bán thần đều là những thứ cực kỳ hiếm có thể gặp mà không thể cầu. So với những thứ cấp bán thần khác thì quý giá hơn vài phần. Đến lúc đó lấy ra đổi với phù sư để lấy những thứ hữu dụng hơn. Cửu Bạch Lộc nhìn một vòng xung quanh, nhà nhạc nói hẳn nơi đây là hộ lăng giám, vậy thì phía sau pho tượng chính là mộ thất chính. Đột nhiên có một phù sư từ trong đám người lao ra, vọt về phía phù bút trong tay pho tượng. Trong đôi mắt hắn tràn đầy sự tham lam, cũng không có cách nào, một phù bút bán thần đối với phù sư mà nói có sức hấp dẫn quá lớn. Nhưng mà hắn còn chưa thể tới gần thì phù bút đột nhiên phát ra ánh sáng ngũ sắc tràn ngập quy tắc chi lực. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng, pho tượng dần dần mất đi lớp vỏ nham thạch bên ngoài. Nam tử bắt đầu cầm phù bút phát họa trong hư không, chỉ trong vòng hai nhịp thở đã có một phù triện xuất hiện trong hư không. Tên phù sư xông tới giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị trường kiếm do quy tắc chi lực từ phù triện phóng ra ngưng tụ thành đâm thẳng vào mi tâm, sinh cơ trong cơ thể phù sư bắt đầu tiêu tán, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Phù triện này có uy lực tương đương với công kích của cường giả tổ cảnh cảnh đỉnh phong, mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Thậm chí có người cảm thấy tuyệt vọng, một phù sư có thể khắc họa phù triện tổ cảnh đỉnh trong vòng hai nhịp thở. Dù có gom hết người ở nơi đây cũng chẳng đủ cho hắn giết, lúc này, nam tự khoác vũ y mỉm cười lên tiếng tên này quá nóng vội không thích hợp để nhận được bảo vật mà thân vương để lại nên chỉ có thể chết dường như nhìn ra được sự ngưng trọng của những người ở đây nam nhân lại phất tay nói các ngươi cũng không cần lo lắng tuy rằng ta đã chết nhưng cũng không đến nỗi ra tay với đám tiểu bối các ngươi tự nhiên sẽ cho cơ hội nói rồi nam nhân vung bút phù trong tay chỉ trong chốc lát những người có mặt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội cảnh tượng trước mắt đã thay đổi có chính một đạo mới xuất hiện trước mắt giọng nói của nam tử cũng quanh quẩn bên tai mọi người nơi này có chín mộ đạo mỗi một mộ đạo đều có thể là đường sống cũng có thể là đường chết tất nhiên muốn ra ngoài phải có thực lực kinh thiên động địa hoặc phải có tạo nghệ xuất chúng trên phương diện phù triện mới có thể nhìn thấu phù triện của ta nếu không các ngươi sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây bầu bạn với ta dùng thực lực mạnh mẽ phá vỡ mộ đạo sinh tử do phù triện tạo thành hoặc dựa vào năng lực của phù sư để phá giải. Mọi người nhìn chính mộ đạo trước mắt đều ngẩn người. Các phù sư có mặt nhìn nhau, sau đó đứng ra bắt đầu cảm ứng chỗ sơ hở của mộ đạo phù triện này. Phù triện hay trận pháp đều có sơ hở. Chỉ xem năng lực của ngươi có thể nhìn thấu sơ hở ở đâu hay không. Nhưng mà những phù sư này chỉ cảm ứng được một nén nhang trong thời gian này sắc mặt của tất cả các phù sư đều dần dần trở nên ngưng trọng cuối cùng tỏ vẻ tuyệt vọng một trong những thiên kiêu của thế lực hàng đầu nhìn sang phù sư bên cạnh mình mọi người đều biết phù sư này hắn là thiên chi kiêu tử của thế lực phù sư mạnh nhất thiên cơ đại lục cũng là người có năng lực phù triện mạnh nhất trong số các phù sư có mặt đạt đến tổ cảnh sơ kỳ tên là hà trạng hà huynh thế nào rồi có thể phá giải không hà trạng mở mắt trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng hắn lắc đầu nói phù triện như vậy không phải thứ chúng ta có thể giải được nhìn khắp nơi cũng không có sơ hở nào nghe đến đây sắc mặt mọi người cũng trở nên nặng nề ngay cả hà trạng cũng không thể phá giải mộ đạo phù triện như vậy chỉ có thể từ bỏ phương pháp dựa vào phù sư để phá giải mộ đạo nhưng mà dùng thực lực vượt qua phù triện này để phá vỡ cửu bạch lộ trực tiếp nói không ai trong chúng ta có thể làm được muốn phá vỡ bằng vũ lực ít nhất phải đạt tới cảnh giới bán thần mà ở đây người có cảnh giới cao nhất cũng chỉ đến tổ cảnh trung kỳ chính là người mặc gia ẩn nút trong đám người không ai biết người từ mặt gia đến là ai bọn họ chỉ nhận được tin tức là mặt gia đã phái một thiên kiêu tổ cảnh trung kỳ đến đây thậm chí ngay cả tên cũng không biết nhưng mà phù triện cấp bán thần ngay cả đệ tử mặt gia cũng không thể phá vỡ vậy thì còn chơi thế nào đây chính mộ đạo này bất kể là mộ đạo nào cũng đều là đường chết, không thể phá giải liền đại diện cho việc bọn họ chỉ có thể không ngừng vòng quanh giữa chính mộ đạo này, căn bản không thể đi ra ngoài, sau đó bị ma thú và bẫy bên trong tiêu hao đến chết. Phương khung nhíu mày nói, không có cách nào sao, tiểu hắc thì trực tiếp nói, có cách hay không cũng phải đi vào thử xem đã. Diệp Thu Bạch gật đầu nói, thử xem đi, vạn nhất không được thì lại nghĩ cách khác, bây giờ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thạch sinh không nói gì, nhưng lại kiên định đi theo sau ba người dịp thu bạch, tùy tiện chọn một mộ đạo tiến vào. Thái tử và đàm tông chiếu thấy vậy thì hơi ngẩn người, sau đó cũng vội vàng đi theo. Cửu bạch lộ cười nhạt, cũng không nói gì. Thấy bọn họ đi vào, những người khác cũng cắn răng. Bọn họ cũng là thiên kiêu của các thế lực lớn, ở thiên cơ đại lục này cũng là nhân vật có chút danh khí. Chưa vào mà đã từ bỏ thì quá mất mặt. Nhất định phải thử tìm cơ hội sau khi đám người dịp thu bạch đi vào những người khác cũng bắt đầu lựa chọn một mộ đạo tiến vào không gian trong mộ đạo không nhỏ nhưng lại quanh co khúc khử bên trong không có nguồn sáng nhưng lại có những con đom đóm vô hình đang bay lơ lửng phát ra ánh sáng màu và nhạc chiếu sáng toàn bộ lối đi mấy người dịp thu bạch tiến vào khi được ánh sáng và nhạc bao phủ bọn họ cảm nhận thần hồn của mình đang bị hạn chế không chỉ hạn chế cảm ứng của bọn họ mà còn giống như có sâu bọ bám vào thần hồn bắt đầu gặm nhấm cắn nuốt lực lượng thần hồn, không thể ngăn cản, cũng không thể tránh thoát. Nhưng đối với mấy sư huynh đệ dịp thu bạch không lại không thành vấn đề. Bởi vì trong thần hồn bọn họ có cấm chế do sư tôn bố trí, các loại công kích nhằm vào thần hồn không có tác dụng với bọn họ. Trừ khi thực lực của người đó vượt qua lục trường sinh. Ít nhất thì người bố trí mộ đạo này chắc chắn không thể vượt qua rồi. Thái tử, đàm tông chiếu và cửu bạch lộ tự nhiên không có sư tôn như vậy, không đúng, không có cấm chế như vậy. Sau khi cảm nhận được điều này, sắc mặt thái tử sắc mặt ngưng trọng nói, với thực lực của chúng ta, e rằng chỉ chống đỡ trong thời gian 5 ngày là nhiều lắm rồi. Đàm Tông Chiếu gật đầu. 5 ngày sau, lực lượng bảo vệ thần hồn sẽ bị gặm nhấm hết, đến lúc đó căn nguyên thần hồn sẽ bị gặm nhấm, hậu quả khó mà tưởng tượng. Căn nguyên thần hồn bị gặm nhấm là tổn thương không thể khôi phục, cho dù có thủ đoạn khôi phục thì cũng không phải là thủ đoạn mà bọn họ có thể thi triển thiên đạo có khuyết không thể đột phá thần hồn có khuyết nhẹ thì không thể đột phá cảnh giới nữa thậm chí cảnh giới còn hạ xuống nặng thì thần hồn tiêu tan dịp thu bạch quay đầu nhìn họ trầm ngâm một lúc rồi nói nếu hai ngày mà không tìm ra cách phá giải đến lúc đó ta sẽ sử dụng biện pháp khác thái tử và đàm tông chiếu sửng sốt cách gì vậy có cách thì tại sao không dùng ngay bây giờ chỉ có cửu bạch lộ nhếch miệng có lẽ đã đoán được điều gì đó tuy nhiên trong mộ đạo này chắc chắn không chỉ có một loại nguy cơ khi dịp thu bạch và những người khác tiếp tục tiến lên một ngã rẽ xuất hiện trước mắt lại chia thành chín con đường khác nhau cả chín con đường đều giống nhau mọi người cũng không thể nhìn ra điều gì đành dựa vào trực giác mà chọn lối ở giữa nhưng còn chưa đi được bao xa thì hai đầu trước sau đột nhiên có một lượng ma trùng tràn đến cùng lúc đó vách đá mộ đạo biến thành vũng bùn cơ thể của diệp thu bạch và những người khác xa xuống bùn muốn nhấc chân lên nhưng nhất thời không thể thoát được ngược lại tràn lún sâu hơn nhìn ma trùng tràn tới diệp thu bạch rút vân thương kiếm kiếm ý cuồn cuộn từ trong cơ thể bộc phát bao phủ mộ đạo tiểu hắc cầm lên thân thể hắn cường đại nhất nên dùng hết sức miễn cưỡng rút chân ra được lập tức lao thẳng về phía trùng triều trước mặt phương khung cũng có thân thể cường tráng không kém nhưng hắn không chọn rút chân mà lại ngưng tụ trận pháp dùng trận pháp để tấn công diện rộng thanh long lạc sát trận và yên diệt huyễn sát trận cùng lúc quanh tiếp về hai đầu mộ đạo thái tử đàm tông chiếu và cửu bạch lộ đều thi triển thần thông nhưng số lượng trùng triều vẫn không hề giảm đi giống như từng lớp sóng giữ liên tiếp đánh tan hết lớp này lại có lớp khác tập tới tiếp tục như vậy không phải là cách diệp thu bạch nói tiểu hắc nghe vậy nhìn về phía phương khung nói sư đệ ngươi cũng có thể dễ dàng rút chân ra khỏi vũng bùng này chứ phương khung gật đầu không thành vấn đề được rồi ta và phương sư đệ sẽ đi trước mở đường cho các ngươi. Các vị sư huynh hãy dùng hết sức đi về phía trước, dù sao thì thân thể của Diệp Thu Bạch và những người khác không bằng tiểu hắc và phương khung, muốn di chuyển trong bùng cần phải tốn rất nhiều sức lực. Dưới sự phối hợp như vậy, sau hai ngày mọi người đã ra khỏi mộ đạo này, nhưng trước mắt lại xuất hiện một chỗ rẻ, thấy cảnh này, thái tử mệt mỏi cười khổ, hoàn toàn không có sức lực để tìm cơ hội phá cục, chỉ có thể liên tục chạy trối chết. Đàm Tông Chiếu nhìn Diệp Thu Bạch, hỏi Diệp Huynh, ngươi còn cách nào khác không? Nghe vậy, Diệp Thu Bạch liền lấy ngọc bội truyền âm ra nói truyền tình hình nơi này ra ngoài. Sau đó nhìn về phía Đàm Tông Chiếu nói, gọi người. Nội viện hỗn linh học viện. Tiểu viện chữ thiên số một được bao quanh bởi từng lá trắng phù triện. Một phù sinh mặt xám như cho nhìn ngọc bội truyền âm trong tay. Đi, hay không đi, đây là một vấn đề tất nhiên tin tức từ chỗ Diệp Thu Bạch đã truyền đến chỗ Mục Phù Sinh. Khi Mục Phù Sinh nghe xong, ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Lại nghĩ đến lời cửu Bạch Lộ nói. Nhân quả thật sự không thể tránh khỏi sao, đi hay không đi. Chắc chắn phải đi rồi, dù sao cũng là sư huynh sư đệ của mình. Chỉ là điều này càng khiến một phù sinh kiên định hơn với ý định tránh xa cửu bạch lộ trong tương lai. Nữ nhân này quá đáng sợ đã quyết định đi nên một phù sinh liền thu hết phù triện đã khắc trong những ngày qua vào những không gian, không giải trừ lá chắn phòng ngự xung quanh tiểu viện, cứ vậy mà lặng lẽ rời đi. Tạo cho người khác ảo giác rằng mình vẫn chưa rời đi. Mặc dù không biết làm như vậy có ý nghĩa gì không, nhưng theo suy nghĩ của một phù sinh, có thể che giấu tung tích của mình thì cứ che giấu. Chắc chắn không có hại gì, từ hỗn linh học viện đến lăng mộ thân vương ở hoang mạc phía nam là một quãng đường rất xa một phù sinh sử dụng tạo hóa thần phù và phù triện tăng tốc, chạy hết tốc lực cũng mất trọn một ngày. Khi hắn đến gần lăng mộ, nhìn thấy rất nhiều cường giả đứng bên ngoài nên ẩn giấu hơi thở của mình, nói một tiếng với đại trưởng lão rồi từ chỗ đại trưởng lão nhanh chóng tiến vào lăng mộ. Dù sao thì bên ngoài có rất nhiều cường giả như vậy, muốn khiến người khác không phát hiện ra sự tồn tại của mình, một phù sinh cũng khó làm được. Chỉ có thể nói với đại trưởng lão, rồi nhờ đại trưởng lão giúp che chắn thôi sau khi vào lăng mộ hắn đã có bản đồ do dịp thu bạch truyền đến trực tiếp thi triển thượng của thần lôi dùng một canh giờ đã vượt qua đám tượng binh mã đất nung đi qua mộ thất và mộ đạo đến được chỗ hộ lăng giám lúc này trên mặt đất trước mặt hắn trải đầy phù triện cúi đầu nhìn xuống những phù triện này giống như gương bên dưới là mộ đạo như mê cung chỉ là mộ đạo này quanh co khúc khuỷu cuối cùng vẫn sẽ quay về điểm xuất phát tạo thành vòng tròn khép kín căn bản không thể đi ra được, còn có thể nhìn thấy từng người đang chiến đấu với ma thú hoặc vượt qua, hoặc tử vong trong các mộ đạo, hẳn là mấy người đại sư huynh bị nhốt bên trong đi, ồ. Thì ra còn có kẻ lọc lưới, nghe thấy giọng nói này, một phù sinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt có một nam tử mặt vũ y, đội kim quang, cầm phù bút, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Một phù sinh chắp tay nói, tiền bối. Nam tử cười nói, còn biết lễ nghĩa, nhưng quy củ vẫn không thể gạt bỏ, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là vào mê cung cùng bọn họ phá giải phù triện của ta, hai là ở bên ngoài so tài với ta, một phù sinh không trả lời mà lại hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi, tiền bối, trong phù triện của ngươi, bọn họ không thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây chứ, dù không hiểu ý hắn nhưng nam tử vẫn cười gật đầu, đương nhiên, không chỉ không nhìn thấy mà còn không nghe thấy, không cảm nhận được. Vậy thì tốt, một phù sinh thở vào nhẹ nhõm, nhìn nam tử, nói ta không vào nữa, xin được lĩnh giáo lực lượng của tiền bối. Ồ, nam tử tỏ vẻ kinh ngạc nhìn chầm chầm một phụ sinh rồi đột nhiên cười, ngươi hỏi ta mấy điều trước chẳng lẽ là vì chuyện này, một phụ sinh gật đầu. Tuy ta đã chết trăm vạn năm, chỉ còn lại một sợi tàn hồn ở đây, thực lực không bằng khi đó, nhưng dù sao cũng vẫn có thực lực tổ cảnh đỉnh. Ngươi nhiều nhất chỉ có thực lực tổ cảnh trung kỳ, tự tin có đánh bại ta như vậy sao, một phụ sinh cười nói, không tự tin lắm, nhưng ta cũng là một phù sư, cũng hiểu một đạo lý. Nói thử xem, nam tử nhìn một phù sinh với vẻ hứng thú. Một khi rơi vào trong phù triện, muốn phá giải thì độ khó càng lớn, càng không có cơ hội sống sót. Một phù sinh miễn cười nhìn nam tử, vạch trần, thân vương quốc đã xây dựng lăng mộ, còn xây dựng hộ lăng giám, tự nhiên không muốn người khác lấy được đồ trong lăng mộ rồi, cho nên tác dụng của hộ lăng giám chính là giết chết mọi kẻ xâm nhập cho nên lời ngươi nói chỉ cần phá vỡ phù triện coi như thông qua cũng chỉ là lời nói dối chỉ là sở thích quái đản của ngươi mà thôi trăm vạn năm rất dài hẳn là tiền bối cô đơn lắm đi vậy nên phải tìm chút thú vui chứ nụ cười trên mặt nam tử đã biến mất thay vào đó là sự âm trầm một phù sinh không để ý tiếp tục nói hơn nữa nếu ta đoán không nhầm thì những trận pháp hấp thụ lực lượng thần hồn trong mộ đạo trước đó cùng với cấm chế ăn mòn thần hồn trong mê cung phù triện này đều dùng để rút lấy lực lượng thần hồn làm chất dinh dưỡng cho bản thân hay là cho vị ở trong mộ thất chính tất nhiên còn có một điểm quan trọng nữa một khi rơi vào trong phù triện chưa nói đến việc có phá vỡ được phù triện hay không hiển nhiên một phù sinh đã tìm được sơ hở của phù triện này nhưng nếu vào trong phá vỡ phù triện thì người khác sẽ biết được thực lực của hắn sau đó khi ra ngoài bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của nam tử này, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ phải ra tay. Nơi này tập hợp nhiều thiên kiêu ở thiên cơ đại lục, đến lúc đó thì mọi người đều biết được thực lực mà hắn ẩn giấu, sao có thể được chứ? Tóm lại, một phù sinh vẫn chọn trực tiếp đối đầu với nam tử. Dù không có nắm chắc trăm phần trăm, dù sao cũng chưa biết được thủ đoạn của đối phương, nhưng cơ hội chiến thắng vẫn cao hơn nhiều so với việc vào trong phù triện phá giải, sau đó tiêu hao không ít rồi lại ra ngoài chiến đấu với nam tử này. Ha ha, ha 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 ha, nam tử đột nhiên vứt bỏ lớp mặt nạ nho nhã, ngửa đầu cười lớn. Ngươi rất tốt. Xem ra thiên phú phù triện của ngươi không thấp, vậy để ta xem thử tiểu bối thời đại này rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào. Dứt lời, nam tử liền vung bút lông phát họa trong hư không, một tờ phù triện nhanh chóng được khắc dấu, chỉ thấy phù triện ngưng tụ quy tắc chi lực khổng lồ của mộ thất, hóa thành một thanh trường kiếm chỉ thẳng một phù sinh người rất thông minh hẳn là phải biết nam tử nhìn chằm chằm vào một phù sinh trong mắt tràn đầy sát ý biết quá nhiều thì không sống được lâu nói xong trường kiếm bắn nhanh lúc này một phù sinh cũng cười khẽ sau khi giải trừ cấm chế của sư tôn tiên khí từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn phun trào đồng thời tay phải vươn ra trong lòng bàn tay có sáu loại thượng của thần lôi chi lực tuôn trào thần lôi chi lực thành từng lôi đình trường thương trực tiếp đánh tan phù triện. Nam tử kinh hải nói, tổ cảnh đỉnh phong, sao có thể chứ? Sao ngươi không chịu cấm chế ảnh hưởng, phải biết rằng, cửa vào lăng mộ có cấm chế hạn chế những người có tu vi trên tổ cảnh trung kỳ tiến vào. Một phù sinh không trả lời hắn. Trước đó, hắn đã tìm sư tôn đặc chế một loại cấm chế có thể che giấu lực lượng trong cơ thể mình. Cấm chế của lăng mộ thân vương làm sao có thể nhìn ra thực lực của một phù sinh chứ, không phải ngươi là phù sư sao? Sao không dùng phương thức của phù sư để so đấu? Một phù sinh cười nói, tiền bối có kinh nghiệm phù sư trăm vạn năm, để chắc chắn, ta đương nhiên không thể trực tiếp so đấu sở trường của ngươi rồi. Huống hồ ngươi không có phù triện dự trữ, chỉ có thể khắc dấu tại chỗ, trực tiếp ra tay sẽ có lợi cho ta hơn. Một phù sư đã tồn tại trăm vạn năm, chỉ trong chớp mắt hắn có thể khắc dấu một phù triện tổ cảnh đỉnh phong. Chuyện mà ngay cả một phù sinh cũng không thể làm được. Trên lệch trên kinh nghiệm quá lớn, huống hồ đối phương cũng là một phù sư thiên tài. Một phù sinh không thể ngốc nghếch chỉ dùng mỗi phù triện để chống lại. Có thể dùng phù triện nhưng chỉ nên xem như một công cụ hỗ trợ thôi. Hơn nữa trong lăng mộ này tràn ngập quy tắc chi lực, còn có phù bút trong tay nam tử có thể ngưng tụ quy tắc chi lực để thắt đấu phù triện. Trong tình huống đối phương chiếm ưu thế trên mọi mặt như thế này, một phù sinh vẫn cố chấp so đấu phù triện, chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Nhìn thấy sáu loại thượng cổ thần lôi xoay quanh một phù sinh, sắc mặt nam tử hộ lăng dám khó coi, hắn nói, "Sáu loại thượng cổ thần lôi? Ngươi quả thực có cơ duyên không ít, ở cảnh giới này mà có thể có được nhiều thượng cổ thần lôi như vậy." Một phù sinh cười cười nhẹ nhàng vung tay, sáu loại thượng cổ thần lôi bỗng hóa thành sáu con lôi long khổng lồ xoay quanh thân hắn. Nam tử hừ lạnh một tiếng, ta muốn xem xem ngươi có thể khống chế được bao nhiêu." Vừa dứt lời, nam tử liền vung phù bút trong tay, vô số tàn ảnh xuất hiện, một phù triện được khắc dấu trong hư không, cùng lúc đó, sáu con lôi long xoay quanh một phù sinh cũng lao ra, một con lao về phía phù triện, năm con còn lại thì gào thét lao thẳng về phía nam tử. Thân hình của lôi long quá lớn, thân thể của chúng ta chiếm hơn phân nửa không gian trong mộ thất. Toàn bộ mộ thất đều tràn ngập ánh sáng lôi đình lực lượng diệt thế bao phủ bốn phương tám hướng của nam tử. Nam tử thấy cảnh này mà kinh ngạc, có chút bản lĩnh, nhưng, có vẻ như ngươi coi thường ta rồi, một cường giả đã tồn tại trăm vạn năm, cảnh giới ban đầu vốn đã cao hơn một phù sinh không ít. Đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu cũng như biện pháp ứng phó sẽ vô cùng phong phú, nam tử hộ lăng dám đột nhiên nhảy lên không, đồng thời phù bút trong tay bắt đầu nhanh chóng phát họa trên hư không, từng phù triện dần dần thành hình. Khi năm con lôi long lao đến trước mặt nam tử hộ lăng giám thì những phù triện đó đồng thời bùng nổ, lực lượng hủy thiên diệt địa khiến cả một thất đều rung rẩy nhưng vẫn không hề tổn hại chút nào. Mê cung mộ đạo bên dưới cũng bị chấn động. Trong mê cung mộ đạo, mấy người dịp thu bạch cảm giác được nên ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra người đã đến rồi. Cử bạch lộ cũng nhìn lên, khóe miệng khẽ nhếch. Năm con lôi long hóa thành từng tia lôi đình tiêu tán trong không gian. Nam tử hộ lăng dám cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một phù sinh thì thấy hắn đã biến mất. Hắn theo bản năng phóng thích lực lượng thần hồn cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một phù sinh đã xuất hiện sau lưng mình. Chỉ thấy một phù sinh nắm chặt tay, sáu loại thượng cổ thần lôi cuốn quanh nắm tay phải, sau đó nắm tay nện vào giữa lưng nam tử. Dù nam tử có tốc độ khắc dấu phù triện nhanh đến đâu, trong tình huống này vẫn không thể khắc dấu phù triện, chỉ có thể dựa vào lực lượng thần hồn tạm thời ngưng tụ lá trắng bảo vệ. Khi nắm tay của một phù sinh rơi xuống, lá trắng thụ phần lớn lực lượng sau đó vỡ tan. Nam tử cũng bị đánh bay ra ngoài. Bản thân một phù sinh cũng là một phù sư, vì vậy hắn hiểu rõ nhất điều mà phù sư e sợ. Từng tờ phù triện từ trong những không gian bay ra, thần hồn hóa thành sợi tơ liên kết với phù triện lại với nhau, phù triện giống như một chiếc roi dài quất về phía nam tử thủ lăng, nam tử thủ lăng vừa mới ổn định thân hình thì thấy phù triện mãnh liệt quốc tế những phù triện này đều là phù triện tổ cảnh đỉnh ít nhất cũng hai ba mươi tờ hai ba mươi tờ phù triện nháy mắt bộc phát ánh sáng chói lòa nam tử thủ lăng muốn lui để tránh né nhưng hắn đột ngột khựng lại vì xung quanh có từng thanh lôi đình trường thương bao vây trong thời gian ngắn không thể di chuyển hắn cúi đầu nhìn xuống hắn phát hiện vị trí dưới chân có một tờ phù triện lôi đình trường thương do phù triện này phóng thích không có thời gian để hỏi, nam tử thủ lăng chỉ có thể tạm thời khắc dấu một phù triện phòng ngự phóng thích lá trắng, sau đó lại rót vào lực lượng thần hồn. Khi cây roi phù triện tỏa ra ánh sáng chói lòa rơi vào lá trắng, tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp một, mộ thất cũng như hóa thân thành lôi hải, bị ánh sáng của lôi đình chiếm giữ. Khi ánh sáng lôi đình tan biến, nam tử xuất hiện ở trung tâm mộ thất, lúc này lực lượng thần hồn trên thân hắn đang cuộn trào, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn chầm chầm vào một phù sinh ngươi đã dán phù triện dưới chân ta từ lúc nào một phù sinh cười nói rất đơn giản nha tính toán quỹ đạo lùi lại của ngươi sau đó dùng công kích ép ngươi đến chỗ đó là được nam tử thủ lăng sửng sốt khó tin nói ngươi đã bố trí xong từ lúc phóng thích lôi long tấn công ta sao một phù sinh gật đầu nếu không thì bố trí lúc nào đây vậy ngươi nam tử thủ lăng vừa định nói tiếp sắc mặt đột nhiên thay đổi ngẩng đầu lên thì đã thấy sáu con lôi long đã bao vây mình rồi Đồng thời thấy một phù sinh đang cầm từng tờ phù triện ẩn chứa lôi đình chi lực lực, thông qua lôi đình khống chế phù kết nối chúng lại với nhau, ngưng tụ ra một lôi đình trường thương mang theo lực lượng hủy diệt treo lơ lửng trên đỉnh đầu của nam tử. Từ lúc nào? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó? Nam tử thủ lăng cúi đầu lại thấy một phù sinh vẫn đứng chỗ cũ. Không, không đúng. Nam tử dùng thần thức quét tới nhưng một phù sinh ở phía trước hắn bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành một phù triện đã hao hết năng lượng rơi xuống tân thân lôi phù tuy không thể chịu được công kích nhưng có thể lừa được đối phương khi đối phương không dùng thần thức để dò xét một phù sinh cười nói lần đầu tiên ta dùng trong thực chiến đó xem ra hiệu quả khá tốt nam tử âm trầm nói ngươi rốt cuộc là ai những phù triện này ngay cả đám quái vật trong hỗn độn thần triều cũng không thể sáng tạo ra được một phù sinh nhếch miệng nói sao ta phải nói cho ngươi biết chứ lỡ ngươi tiết lộ ra ngoài thì sao nam tử thủ lăng đại ca, ta chỉ là một tàn hồn, mãi mãi không thể ra khỏi đây thì tiết lộ thế nào? Cần gì phải cẩn thận như vậy, một phù sinh vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không cho kẻ địch kéo dài thời gian, trực tiếp nắm chặt tay sau đó đập xuống, sáu con lôi long do thượng cổ thần lôi ngưng tụ thành lập tức lao về phía nam tử. Trường thương diệt thế trên đỉnh đầu cũng rơi xuống, không có đường lui, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Nam tử hít sâu một hơi phải thừa nhận rằng ngươi là người trẻ tuổi duy nhất mà ta từng thấy có thể sánh ngang với quái vật kia vừa nói hắn vừa dang rộng hai tay. Trước ánh mắt ngưng trọng của một phù sinh, bốn bức tường mộ thất có từng tờ phù triện hiện lên. Một phù sinh nhìn một vòng xung quanh, chỉ thấy bốn bức tường và thậm chí cả mái vòm đều được dán đầy phù triện. Những phù triện này đều đạt đến tổ cảnh đỉnh, phỏng chừng có hàng ngàn tờ. Quy lực khi tất cả bùng nổ cùng lúc có thể nói là vô hạn tiếp cận cảnh giới bán thần lúc này một số phù triện dưới chân nam tử bạo phát phá đánh toàn bộ đòn tấn công của một phù sinh ngay sau đó hắn nhìn một phù sinh cười lạnh nói lúc đó ta thấy không cần thiết dù sao cũng có cấm chế hạn chế tu vi ở tổ cảnh trung kỳ ta có thể tùy tiện giải quyết những kẻ xông vào lăng mộ nhưng cũng vì buồn chán trong trăm vạn năm qua ta đã khắc dấu một số phù triện để phòng ngừa bất trắc giờ xem ra đến lúc phát huy tác dụng rồi sắc mặt một phù sinh lập tức trở nên ngưng trọng, hơn, hắn nói, nhiều, nhiều phù triện như vậy, ngươi không sợ liên lụy đến chính mình sao, ha 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 ha, dường như nhìn ra được sự, kinh hoảng, của một phù sinh, nam tử đắc ý cười lớn, ngươi cho rằng ta bố trí phù triện mà không có biện pháp bảo vệ mình sao. Giờ ngươi nên lo cho chính mình thì hơn. À, còn một chuyện nữa, tất cả phù triện ở đây đồng thời bùng nổ, e rằng những người trong mê cung phù triện cũng sẽ bị tiêu diệt, bên trong không có người mà ngươi quan tâm chứ, một phụ sinh không chút do dự nói, không có. Thế thì hơi đáng tiếc, nếu không chúng ta còn có thể chơi những trò chơi khác, dù sao bị nhốt ở nơi quỷ quái này trong thời gian dài đằng đẵng, cực kỳ buồn chán. Nam tử khẽ thở dài. Lúc này, một phụ sinh lại cười nói, cô. Không biết tiền bối muốn chơi trò gì, nam tử đột nhiên nhìn một phụ sinh thật kỹ, cười khẩy nói, ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao? mặc dù ta thấy ngươi kéo dài thời gian cũng vô dụng nhưng tốt nhất là nên chém ngươi để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn nói xong nam tử vung tay toàn bộ phù triện bắt đầu bừng sáng đồng thời lực lượng thần hồn của nam tử hóa thành một bình chướng vây lấy một phù sinh nếu như ở trăm vạn năm trước có lẽ ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử quan môn đáng tiếc nam tử tỏ vẻ tiếc tài chậm rãi lắc đầu sau đó búng tay một cái tất cả phù triện bùng nổ từng luồng hơi thở hủy thiên diệt địa dân trào trong khoảnh khắc. Âm thanh biến mất hết, bóng người bị nuốt chửng. Ánh sáng trắng xóa chói mắt mang theo khí tức diệt thế tràn ngập một thất. Như thể muốn xóa sạch tất cả mọi sự vật, ánh sáng trắng xâm thực kéo dài trong thời gian một nén nhang mới bắt đầu tắt dần. Đầu tiên có một bình chướng hiện lên, bên trong bình chướng, sắc mặt nam tử vô cùng khó coi sen lẫn kinh hãi nhìn chầm chầm phía trước. Mặc dù mắt thường không nhìn thấy nhưng thần thức của hắn có thể dò xét được. Xung quanh một phù sinh có lớp lớp lá trắng phòng ngự chồng chất. Lá trắng dày tới mức như một cái mai rùa khổng lồ bao bọc một phù sinh, phỏng chừng có mấy ngàn lớp. Theo ánh sáng trắng tan biến, từng lớp lá trắng cũng bắt đầu vỡ ra. Một phù sinh ở bên trong tự nhiên không hề hấn gì. Đồng thời vị trí một phù sinh đứng cũng chính là chỗ đặt phù triện mê cung chỉ cần phù triện không bị phá hủy thì dịp thu bạch và những người khác bên trong cũng sẽ không bị ảnh hưởng sao ngươi lại có nhiều phù triện phòng ngự tổ cảnh đỉnh như thế chẳng lẽ ngươi cũng bị nhốt trăm vạn năm sau gương mặt nam tử vô cùng khó coi thậm chí có chút vặn vẹo vậy mà vẫn không giải quyết được người này quả thực quá phi lý phải biết rằng là hàng ngàn phù triện sát phạt tổ cảnh đỉnh phong bùng nổ cùng lúc một phù sinh nhún vai khi rảnh rỗi ta chỉ khắc dấu một ít thôi. Nam tử nhíu mày, nhưng khi hắn há miệng muốn nói gì đó thì một phù sinh đã lao về phía hắn. Hắn nhanh chóng vung phù bút, một phù sinh lập tức ném ra một tờ phù triện. Phù triện biến thành một tia lôi đình cắt đứt động tác của nam tử, hắn chỉ có thể dùng lực lượng thần hồn ít ỏi còn lại để phòng ngự. Đồng thời thúc giục hàng ngàn phù triện tổ cảnh đỉnh, cần phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng thần hồn rồi, chắc chắn là một lượng khổng lồ. Có thể nói, giờ khắc này nam tử đã rơi vào trạng thái suy yếu. Khi lôi đình rơi vào lá trắng do lực lượng thần hồn ngưng tụ, nó xuyên thủng lá trắng. Cánh tay của nam tử cũng bị lôi đình bao phủ, tan biến trong chớp mắt, nam tử hoảng hốt, rốt cuộc trong mắt hắn cũng xuất hiện sự sợ hãi. Đừng diệt ta, ta sẽ đưa phù bút này cho ngươi. Còn cả nơi cất giấu bảo vật trong lăng mộ này, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, hơn nữa, nếu không có ta, Ai có thể giải được phù triện mê cung, khi hắn nói xong những lời này thì một phù sinh đã áp sát. Lòng bàn tay có sáu loại thượng của thần lôi lưu chuyển trực tiếp ấn vào ngực nam tử. Lôi đình vốn khắc chế thần hồn. Huống hồ lực lượng thần hồn lực của nam tử đã gần cạn kiệt, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Thần hồn nhanh chóng tan rã, nam tử dùng ánh mắt không cam lòng nhìn chầm chầm một phù sinh, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Một phù sinh cầm lấy phù bút bán thần, nhàn nhạt nói: "Ngươi chết rồi ta sẽ không lấy được phù bút sao? Nơi cất giấu bảo vật ngươi nói cho ta biết, ta cũng không dám đi, lỡ như ngươi dẫn ta vào chỗ chết thì sao? Còn về việc phá giải phù triện mê cung, cũng không khó lắm nha." Một phù sinh khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn phù triện có những đường nét cực kỳ tỉ mỉ này, trên một tờ giấy nhỏ mà có tới hàng vạn đường nét, cực kỳ phức tạp. Nhưng đối với một phù sinh mà nói, hắn vẫn có thể giải quyết. Hắn liền sử dụng phù bút bán thần cắt ngang các giao điểm trên phù triện. Trong nháy mắt, lực lượng phù triện phát ra bắt đầu mất cân bằng, từng luồng lực lượng tản ra ngoài. Theo ánh sáng bừng lên, có từng bóng người được truyền tống xuất hiện trở lại. Trong đó có cả Diệp Thu Bạch, Cửu Bạch Lộ và những người khác. Thấy bọn họ không sao, một phù sinh khẽ thở phào, sau đó đi tới. Đại sư Huynh còn cử bạch lộ thì một phù sinh không thèm nhìn một cái. Diệp Thu Bạch tiến lên vỗ vai một phù sinh, nhìn quanh một vòng rồi truyền âm nói, giải quyết rồi sao, một phù sinh gật đầu. Đàm Tông Chiếu cũng kinh ngạc nhìn một phù sinh. Một huynh, không phải có một tên phù sư tổ cảnh đỉnh phong sao? Hắn đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị ngươi? Một phù sinh cười xua tay, nói lúc ta đến không có ai, chỉ là phá giải phù triện này mất khá nhiều thời gian thôi. Chỉ có cử bạch lộ là liên tục nhìn một phù sinh bằng ánh mắt đầy ẩn ý nà như đã biết đáp án nhưng không có nói ra. Mọi người đều nghi hoặc vì sao mình đột nhiên bị dịch chuyển ra ngoài, cũng nghi hoặc tại sao sau khi ra ngoài thì nam tử phù sư kia đã biến mất. Nhưng không ai nghi ngờ một phù sinh, thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái. Dù sao thì có rất nhiều người ở đây, hơn nữa còn đi rải rác cho nên có một người lạ mặt xuất hiện là chuyện bình thường. Nhưng làm sao ngươi có thể đến đây nhanh như vậy? không phải từ ngoài đã có thử thách và cạm bẫy sao, thái tử lên tiếng hỏi. Một phù sinh trả lời, trước đó sư huynh đã nói cho ta biết rõ tình hình, muốn tránh được một số thứ cũng không quá khó. Ồ, đây không phải đây là bút phù bán thần sao? Đàm Tông Chiếu đột nhiên nhìn về phía tay một phù sinh. Một phù sinh hơi sửng sốt, trong lòng thầm kêu hỏng rồi, quên cất đi, nghĩ một lúc, hắn vội tìm một cái cớ nói, ta vừa đến đã thấy bút phù này nằm trên đất. Có chuyện tốt như vậy sao? Thực ra trong lòng đàm tông chiếu và thái tử cũng đã có đáp án, kết hợp với những chuyện trước đây của một phù sinh, hai người đoán một phù sinh ẩn giấu không ít thực lực. Nhưng một phù sinh không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi, dù sao cũng là người trên cùng một con thuyền, hỏi hay không cũng không ảnh hưởng gì. Lúc này, không biết cánh cửa dẫn đến mộ thất chính đã mở ra từ lúc nào. Mấy người tiến về phía cánh cửa đó. Một phù sinh đi bên trái dịp thu bạch. Ừm, vì vị trí này cách xa cửu bạch lộ nhất. Khi cửu bạch lộ lặng lẽ đi qua, một phụ sinh nhìn sang phương khung bên phải, hỏi phương sư đệ à, lần này ngươi tiến bộ không ít nha. Vừa giả vờ hỏi vừa đi đến bên cạnh phương khung. Khi cửu bạch lộ lại dị chuyển tới gần. Một phụ sinh hận không thể biến thành sắt thép đi về phía dịp thu bạch, vừa đi vừa nói, sư huynh à, lần sau truyền âm thì, thái tử và đàm tông chiếu dùng ánh mắt quá dị, thái tử không khỏi hỏi, Đàm Huynh, mục huynh không thích nữ nhân sao, rõ ràng cố ý né tránh mà, luôn tránh né cửu Bạch Lộ. Đàm Tông Chiếu cũng kinh ngạc lắc đầu nói, không biết nữa. Chắc là không đâu. Nhưng có nam tử nào lại có thể từ chối cửu Bạch Lộ chứ, phải biết rằng, thiên kiêu trẻ tuổi trên khắp thiên cơ đại lục, thậm chí là khắp hỗn độn, ai mà không muốn kết thành đạo lữ với cửu Bạch Lộ. Dung nhan xinh đẹp, thiên phú tuyệt luân, nhưng tại sao một phụ sinh lại né tránh cửu bạch lộ giống như né tránh ôn dịch vậy, Diệp Thu Bạch và Phương Khung nhìn cảnh này cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Sao lại càng ngày càng giống sư tôn đây, cuối cùng, tiểu hắc không thể nhìn nổi nữa trực tiếp kéo một phụ sinh đến bên cạnh mình, cửu bạch lộ vừa vặn đứng ở chỗ này. Đi qua đi lại, nhìn hoa cả mắt. Tiểu Hắc trừng mắt nhìn một phù sinh, dường như đang nói ngươi hãy nắm bắt cơ hội, một phù sinh không thể chống cự, liếc nhìn tiểu hắc với ánh mắt ai oán. Lúc này, cửu bạch lộ cười nói, sợ ta đến vậy sao, một phù sinh thầm nghĩ, đúng, nhưng trên mặt vẫn cười nói, sao có thể như vậy chứ hoàng nữ điện hạ, ta chỉ muốn hỏi sư huynh sư đệ vài câu thôi. Cửu bạch lộ không vạch trần cái cớ vụn về này, truyền âm nói, thế nào, ta đã nói ngươi không trốn khỏi nhân quả rồi mà, cuối cùng vẫn đến đây. Nghe vậy, một phù sinh cũng vô cùng bất lực ta biết sự lo lắng của ngươi ta cũng sẽ không trở thành kẻ thù của ngươi cửu bạch lộ nói đã không thể trốn tránh nhân quả vậy thì thuận theo tự nhiên thôi cho dù không trở thành kẻ thù cũng không được một phụ sinh thầm than đi cạnh ngươi áp lực lớn lắm ngươi có biết không ngươi nhìn đằng sau đi vừa rồi ngươi đến gần ta đã hấp dẫn ánh mắt của một đám người rồi lát nữa lại có thêm mấy người như huyền minh thánh tử thì không phiền chết ta sao đối với một người có tính cách như một phụ sinh đây quả thực là cực hình cửu bạch lộ cũng biết điều không nói gì nữa một nhóm người đi qua cổng lớn cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều kinh ngạc chỉ thấy xung quanh bày đủ loại bảo vật khí tức mà chúng tản ra đều không tầm thường có thể nói bất kỳ thứ gì ở đây nếu đem ra ngoài đều có thể bán được giá cao huống hồ còn có những thứ vô giá ánh mắt của mọi người đều đỏ lên thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp thái tử nhìn quanh một vòng sắc mặt ngưng trọng nói e rằng những thứ ở đây đã bằng với toàn bộ tích lũy của cửu long thần triều. Diệp Thu Bạch chỉ về phía trước, nói, e rằng không dễ lấy như vậy. Mọi người nhìn theo hướng Diệp Thu Bạch chỉ. Phía trước có một bảo tọa đủ cao để người bên trên có thể chạm tới mái vòm. Trên bảo tọa là một nam tử đang ngồi, da thịt của nam tử đã một rửa chỉ còn lại một bộ xương khô. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm lớn chống xuống đất. Mặc dù chỉ còn một bộ xương, nhưng uy áp phát ra thậm chí còn mạnh hơn cả tên phù sư thủ lăng kia uy áp cường đại phủ lên thân mọi người dường như chỉ cần nam tử ngồi ở đó tất cả mọi người đều phải cúi đầu xưng thần bên cạnh bộ xương còn có một tấm bia đá trên bia đá khắc bốn chữ tử tiêu thân vương đây chính là thực lực của vị thân vương đã từng quét ngang toàn bộ thiên cơ đại lục sao đây chỉ là một trong số hàng vạn thân vương của hỗn độn thần triều có thể tưởng tượng được thực lực của hỗn độn thần triều lúc đó khủng bố đến mức nào những người có mặt tại đây sau khi trải qua đủ loại cạm bẫy dường như cũng đã học được cách ngoan ngoãn không ai nóng vội cướp bảo vật nữa đều sắc mặt ngưng trọng nhìn bộ xương trên bảo tọa lúc này tất cả đều đứng tại chỗ không nhúc nhích không ai dám hành động trước dường như người nào động trước thì người đó sẽ chết đột nhiên có một giọng nói từ bảo tọa truyền đến tiểu bối hiện tại đều không có chút đảm phách nào sao thật là buồn cười mọi người đều sửng sốt nhìn về phía bảo tọa chỉ thấy bộ xương trên bảo tọa đang há miệng nói chuyện tất cả mọi người đều không khỏi lùi lại một bước khí tức trong cơ thể bắt đầu cuộn trào chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào ha ha người thiên cơ đại lục quả thực là đời sau không bằng đời trước chỉ thấy từ thanh kiếm trong tay bộ xương phun ra từng luồng khói trắng quấn quanh bộ xương những nơi bị khói trắng quấn quanh thế mà bắt đầu sinh máu thịt dần dần một nam tử cánh tay trần trụi Toàn thân cơ bắp cường tráng nắm chặt kiếm đứng dậy từ bảo tọa, cúi đầu nhìn xuống đám người đang kinh ngạc. Một phụ sinh và cử Bạch Lộ nhìn thấy cảnh này đều nhíu mày. Là lực lượng thần hồn. Một phụ sinh trầm giọng nói, khó trách trong lăng mộ có rất nhiều cảm bẫy hấp thụ lực lượng thần hồn, e rằng đều tụ tập về nơi đây giúp thân vương này khôi phục nhục thân và thần hồn, từ đó tái sinh. Cửu Bạch Lộ gật đầu, nhưng lực lượng thần hồn hiện tại vẫn chưa đủ để hắn tái sinh thần hồn vẫn còn khuyết thiếu, dục thân vẫn chưa hoàn chỉnh, ngũ tạng lục phủ cùng đan điền đều chưa khôi phục. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.